Trong cái quá trình em chia sẻ, trong quá trình em chia sẻ những cái trải nghiệm của em, những cái cách mà hướng mà em làm á, thì các anh chị mình á, chỗ nào mình không hiểu mình có thể hỏi lại em ha. Rồi trong quá trình mà em chia sẻ như vậy á, nếu như các anh chị mình á, cảm thấy nó quá nhanh hoặc là nó không phù hợp với các anh chị thì các anh chị cũng có thể mình phản hồi lại giùm em nữa nha. Tại vì mỗi một người một cách làm việc, một cách làm khác nhau, nhưng đó là cái cách làm thực tế mà bản thân em đã làm trong thời gian qua. Và hiện tại thì em đã bắt đầu gặt được cái những cái thành quả trên TikTok rồi nha các anh chị. Bắt đầu gặt được thành quả trên TikTok rồi. Và bắt đầu đã ra được đơn tại phiên livestream luôn nha em chị. Đã ra được đơn. Thì đó là những cái thành quả ban đầu của em nữ, thì em cũng sẽ cố gắng trong thời gian tới. Thì ngày hôm nay á, thì em đến với cái chương trình của bên Sâm Canada. Thực sự ra là em là một cái gọi là đạo Sâm, gọi là yêu Sâm mấy các anh chị. Thì ban đầu em cũng tiếp cận với dòng sâm của sâm của sâm sâm Canada các anh chị, mà sâm sâm viên bên anh Cường á, nhưng mà cái đó thì nó cũng không đủ để mà làm cho em mà gọi là yêu. Sau này em biết đến cái dòng sâm mà bên Canada thì em mới bắt đầu gọi là hoạt động đúng về sâm. Mặc dù cái sâm bên kia em ra đơn rất nhiều, nhưng mà thực sự là cũng không không mang đến nhiều, nhiều tình cảm đối với cái sản phẩm, tại vì nó em vẫn thích cái dòng mà gọi là dòng thuần tự nhiên á các anh chị. Nên là khi mà em biết đến cái dòng này thì em đã chọn, và em đã chọn sản phẩm này để em phát triển. Thì mặt bên cạnh nhiều, nhiều dòng sản phẩm thì em hầu như là dòng sản phẩm nào cũng bán hết trơn, chứ không phải riêng một dòng các anh chị. Em đi tất cả các dòng luôn, dòng nào cũng bán được hết. Riêng với dòng sâm này thì em đang đi là tập trung đi đi nhiều nhất. Thì ngày hôm nay đến với cái chương trình livestream á, thì ngày hôm nay đúng trên chương trình livestream á, thì em xin chia sẻ một cái vài thông tin để cho các anh chị mình á, là khi mà bước chân vào cái buổi livestream á, các anh chị mình sẽ có cơ hội để mình đi đúng hướng từ giai đoạn đầu luôn các anh chị. Thì đó là một cái điều tuyệt vời. Và em cũng xin nhờ chị Tâm An á, share giùm cái slide giùm em đó ạ. Không biết là tên Zoom này các anh chị mình có ai biết em nữ chưa vậy? Chắc em cũng ít lên Zoom lắm, nên các anh chị có thể là các anh chị sẽ ít có anh chị nào mình biết em nữ. Nhưng mà nếu mà các anh chị mình mà nằm trong cái chương trình mà TikTok Master 100 vừa rồi thì chắc anh chị mình sẽ biết em nữ ha. Rồi em cảm ơn chị Tâm An nhiều. Ngày hôm nay đến với cái chương trình này á, thì thực sự ra là em cũng không có chuẩn bị trước các anh chị à. Sáng đi làm á, thì khi mà là vô tới công ty rồi thì em mới thấy được đó là chị Sư nói là em đã làm TikTok rồi á, thì em lên em chia sẻ để cho các anh chị mình người mới á, để mình biết cách mình làm TikTok để mà có những cái cơ hội mà mình phát triển trên cái mảng online. Mà đặc biệt đối với các anh chị mình khi mà mình kinh doanh cùng Shopee á, thì các anh chị mình em nghĩ rằng ai cũng giống nhau, cũng rất mong muốn được mà mình phát triển mạnh trên online. Mặc dù offline là một cái kênh rồi, kênh truyền thống, nhưng mà cái offline thì mình chỉ gói gọn trong một cái khung gian nhất định thôi các anh chị, và cũng không thể nào mà nó đem lại cái doanh số bền vững cho mình được. Vì vậy em nhắm đến cái thị trường đó là thị trường online, và em cũng đã suy nghĩ nhiều lắm rồi, nhưng mà cuối cùng thì em đã chọn là kinh doanh online, và em đánh mạnh về thị trường của TikTok. Tại TikTok nó đang rất là mới các anh chị, đang có xu hướng. Nó đang rất là mới, và thời điểm này các anh chị mình lên TikTok để mà livestream, để mà đăng, để mình kéo được view, được khách về, thì đó là một thời điểm rất là tốt của các anh chị ha. Đây là cái thời điểm tốt để các anh chị mình có cơ hội nha. Vậy vậy ngày hôm nay em đến với cái chương trình này thì với cái tư thế là chia sẻ những cái gì em biết được ha. Rồi nhờ chị Tâm An cho em xin cái slide tiếp theo ạ. Rồi. Để mình hiểu đúng về TikTok á, thì mình muốn vận hành TikTok tốt thì các anh chị mình phải hiểu đúng một cách về TikTok đúng không anh chị? Thì để mình hiểu đúng á, thì các anh chị mình phải biết được á, là những cái điểm mà TikTok nó thường hay không không cho mình không cho mình chỉ cần mình vi phạm thôi là nó đánh đến lỗi các anh chị. Và trong cái đợt vừa rồi em cũng bị một lỗi, đó là một lỗi về gắn link sản phẩm. Đó cũng là một cái bài học cho bên em. Đó là cái khi mà em làm một cái đoạn video á, thì trong cái đoạn video em nói về sản phẩm là sâm, nhưng mà trong cái video đó em không hề cho xuất hiện cái sản phẩm lên,
Nên khi em gắn cái sản phẩm sâm á, một cái hộp sâm lên trên cái link sản phẩm đó và em bị đánh lỗi, và cái hộp sản phẩm nó không xuất hiện trong cái link, và cái bài video đó đó các anh chị, nó bị TikTok bóp tương tác lại và không, nó rất là ít tương tác luôn các anh chị. Bởi vậy nên khi các anh chị mình á, mình đi làm á, mình phải hiểu rõ về TikTok, xong rồi mình phải đi từng bước cho nó phải chuẩn chu, và mình đi chậm mà chắc thì vẫn vẫn đỡ hơn rằng các anh chị mình đi nhanh nhưng mà nó không có hiệu quả như các anh chị. Vì vậy á, trong quá trình TikTok á, thì có những cái điểm lưu ý á, mà em đã nói ở bên dưới các chị, như là không nói mà sai cái nội dung. Ví dụ như á, khi mà mình đang nói về sâm mà mình lại nói quá về sâm, mà mình nói không đúng về sự thật của sâm, hoặc là mình nói mình đang nói sâm nhưng mà mình lại đi so sánh sâm với một cái sản phẩm của một nhà cung cấp khác, thì đó cũng là bị TikTok đánh lỗi. Ví dụ như các anh chị mình lên mình chia sẻ một cái đoạn video, thì các anh chị mình chia sẻ mình nói là sâm Canada, thì mình so sánh sâm Canada của Canadian Vita và sâm Canada của anh Cường đi. Ví dụ anh chị nói rõ hai cái nhà sản xuất này ra, và các anh chị nói là cái sâm này tốt hơn, sâm kia tốt hơn, thì các anh chị nói như vậy là các anh chị sẽ bị lỗi rất là nặng trong TikTok ha. Lỗi đó là lỗi đánh nặng luôn nha anh chị. Và cái nữa là cái sai nội dung ở đây, các anh chị có thể là các anh chị ghi cái nội dung á, là nội dung mình đang chia sẻ về sức khỏe, về dinh dưỡng. Tự nhiên qua ngày hôm sau cái link của chị mà đang chia sẻ về sức khỏe dinh dưỡng thì mình lại nói thêm về mình nói về cái gì về làm đẹp, thì đó là cái sai nội dung rất là nghiêm trọng nha các anh chị. Rồi cái thứ hai là không nói quá về sản phẩm. Ở đây thì thường thường các anh chị mình á, kể cả bản thân em nữ cũng thường hay gặp vấn đề là mình nói quá về sản phẩm, mình nói cường điệu quá về sản phẩm, giống như mình nói là sản phẩm của mình nó giống như là thần dược, sử dụng một lần một là nó hiệu quả tức thì, và sử dụng rồi sẽ không bao giờ bị lại tái lây tái lại, hay là sử dụng rồi sẽ hết tuyệt đối, không bao giờ bị bệnh hay gì gì đó. Cái đó là nói quá về sản phẩm, mà những cái từ nói quá như vậy á là TikTok nó sẽ đánh lỗi nha. Ví dụ như trong cái đoạn video các anh chị mình nói là tốt nhất, hoặc là đứng nhất thị trường, hoặc là số 1 thị trường, hoặc là 100% tự nhiên, hoặc là gì đó, nó là những từ mà liên quan với một cái từ khẳng định 100% nè, tự nhiên nè, hoàn toàn 100% ha, rồi là đứng số 1 thị trường hay là đứng nhất thị trường, đó là những câu nói hay là tốt nhất, là tốt nhất đó, đó là những câu nói đó, là nó những câu nói mà nói quá về sản phẩm các anh chị, nói quá về sản phẩm thì TikTok nó sẽ đánh lỗi mình nha các anh chị, kể cả trong quá trình mình like cũng vậy các anh chị. Không những đoạn làm video mình không được nói từ đó, mà đối với like mình cũng không được nói những từ đó luôn nha các anh chị. Các anh chị mình chịu khó lấy viết mình ra mình note lại giùm em mấy cái này nha. Tại vì đây là những cái từ thông dụng mà mình hay sử dụng. Bởi vậy nên khi mà mình like hay mình làm video á thì mình sẽ dễ mình vấp phải những cái điều này rất là nhiều nha. Hoặc rồi nữa là các anh chị mình không được nói những cái từ bạo lực, hay là những cái từ chết nè, hoặc là tử vong nè ha. Hoặc là mình làm những cái nói những cái từ tiêu cực, hoặc mình lôi kéo người ta các anh chị, thì điều đó cũng không được trên TikTok, tại TikTok nó đang đi theo một cái hướng gọi là thuần thông phong mỹ tục với các anh chị, và nó phù hợp với văn hóa của người Việt nữa. TikTok nó ở nước nào thì nó phù hợp với văn hóa nước đó. Vì vậy á, đó là những cái điểm mà TikTok nó đang yêu cầu là không được nói đến. Ví dụ như các anh chị nói á, là bệnh ung thư thì các anh chị mình không thể nói mà mình ghi chữ bệnh ung thư được. Ví dụ cho các anh chị nói là các anh chị ăn cái đó các anh chị sẽ bị bệnh ung thư á, nói như vậy TikTok nó cũng đánh lỗi các anh chị. Các anh chị có thể nói tới qua là bệnh ca, hoặc là các anh chị mình á nói là bệnh ung thư sẽ gây ra tử vong, hoặc là các anh chị nói là bệnh ung thư sẽ gây ra mất mạng hay là chết. Đó là những cái từ mà TikTok nó không có muốn mình sử dụng những cái từ đó các anh chị ha. Nên mình nói mình phải né những cái từ đó ra. Nếu cái kênh mình nó chưa ổn định mình nói á, dễ bị đánh đánh kênh và rớt kênh từ đầu. Nếu mà kênh mình đã xây kênh 1.000 follow mà đang đạo làm TikTok master luôn các chị, mà mình nói những cái từ mà nó không phù hợp á, mà nó đánh trúng một cái thì mình cũng bị dính lỗi đó các chị ha. Và khi mà lỗi lặp lại 3 lần rất là nguy hiểm nha. Rồi ngoài ra ha, trong TikTok nó còn có những cái từ như là mình chia sẻ những cái vấn đề về sản phẩm, như là nó nhạy cảm nè, nó ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục nè, rồi nó chia sẻ cho những cái bạn mà dưới 18 tuổi mà chưa có đủ tuổi mà để mà tự đủ tuổi mà để tuần tự mình quyết định được vấn đề của mình đó các anh chị, thì điều đó TikTok nó cũng nên lỗi luôn các anh chị ha. Thì không biết là em chia sẻ như thế này quá nhanh thì các anh chị mình có thể nói là em chia sẻ quá nhanh nha các anh chị nha. Rồi không những vậy á, trong cái video của mình đó các anh chị, nếu như các anh chị mình mặc áo hở hang
Nha. Mà đối với phụ nữ đi, đối với phụ nữ mình mặc áo mình để hở cái đường đường khe ngay cái giữa ngực mình đây nè, thì TikTok cũng đánh lỗi nha. Rồi mình mặc áo hở hang cũng đánh lỗi nè. Hoặc là mình nói những cái từ như là đánh nhau hay là mình đập đánh hay là chổi ném gì đó, thì đó cũng là những cái lỗi mà TikTok nó hay đánh lỗi lắm nha các anh chị nha. Vì vậy cái những cái vấn đề mà liên quan đến thuần phong mỹ tục, những vấn đề mà liên quan những cái từ cấm mà mình thường hay mà trong đời sống mình hàng ngày mình nói là nó không được nên nói nhiều á, thì các anh chị mình nên né những cái từ đó ra giúp em nữ. Vì trong cái quá trình mình làm video hay mình làm live á, thì cái điều đó là nó sẽ ảnh hưởng đến TikTok, và TikTok nó đang muốn xây thành một cái kênh, nó gọi là cái kênh mà chuẩn, cái kênh chuẩn. Nếu như mà mình kênh giải trí thì giải trí đúng nghĩa giải trí, còn nếu là kênh chuyên gia thì đúng nghĩa chuyên gia, nếu mà kênh kinh doanh thì đúng nghĩa là kinh doanh. Nó muốn xây là xây như vậy ha. Nên cái giai đoạn mà ban đầu mình xây kênh, mình tạo kênh rất quan trọng với các anh chị. Nhờ chị Tâm em mình cho qua cái slide tiếp theo giúp em nữ vậy ạ. Rồi ha. Cái nội dung á, cái nội dung thứ hai mà em nữ muốn chia sẻ với các anh chị đó là cái vấn đề mà mình chuẩn bị nội dung để mà mình làm cái đoạn video, hay là mình chuẩn bị nội dung để mình xây một cái kênh á, thì điều đó rất là quan trọng. Thì em nghĩ là cái điều này là các anh chị mình dễ bị vấp phải nhất, và các anh chị mình đang phân vân nhất, và các anh chị mình sẽ không biết hướng đi từ ngay giai đoạn đầu luôn. Tại vì nếu mà các anh chị mình muốn chọn một cái sản phẩm để mình gọi mình làm một thế mạnh để các anh chị kinh doanh, và mấy anh chị mình chọn một cái sản phẩm để các anh chị mình tập trung để mình xây cái kênh sản phẩm đó, thì các anh chị phải đòi hỏi một cái lượng kiến thức ha. Kiến thức chuyên về cái sản phẩm đó là một, kiến thức xung quanh cái sản phẩm đó là hai. Những cái kiến thức các anh chị sẽ cho đi, bởi vì các anh chị sẽ bị phân vân là không biết là nên chọn cái sản phẩm nào để mình kinh doanh, thì điều đó rất là khó để các anh chị mình chọn đúng không các anh chị. Vì vậy ha, thì trước tiên các anh chị mình chuẩn bị nội dung, thì em nghĩ là các anh chị mình đã có chuẩn bị hết rồi, chứ không phải riêng gì em nữ, nhưng các anh chị mình đã nhiều học nhiều quá nên các anh chị mình sẽ không biết chọn cái gì. Thì thứ nhất là các anh chị mình phải học và tìm hiểu các thông tin trên cái Zoom đào tạo từ các chuyên gia mà các BDB của mình á, đặc biệt như là BDB của Sâm Canelivita, mình mời những chuyên gia về đào tạo về chuyên như về tim mạch nè, về huyết áp, rồi về xương khớp nhân dân gì đó các anh chị. Thì đó là những cái Zoom đào tạo về chuyên gia ha, từ các nhà BB, và những cái Zoom mà chuyên đào tạo về sản phẩm, công dụng sản phẩm, rồi các điểm USP của sản phẩm, thì đó là cả những cái mà nội dung mà các anh chị mình nên note lại ha, để mình làm cái tư liệu sau này mình sử dụng. Rồi thứ hai nữa là các thông tin liên quan đến sản phẩm, thì các anh chị mình tìm những cái thông tin liên quan đến sản phẩm mà thực sự ra trong cái đào tạo của BDB thì nó chỉ gói gọn trong cái gì, trong cái sản phẩm đó. Nhưng mà ví dụ như em nữ nói đơn giản thôi, những cái thông tin liên quan sản phẩm Sâm Canada của mình thì nó có chơi vai trò gì, hỗ trợ về huyết áp nè, hỗ trợ về tiểu đường nè, hỗ trợ về tim mạch này, đúng không các anh chị? Rồi nó còn tăng cường sức khỏe, tăng đề kháng, rồi nó tăng sinh lý vân vân. Thì các anh chị mình rất đơn giản, các anh chị mình sẽ tìm những cái nội dung liên quan đến những cái chức năng mà Sâm nó hỗ trợ ha. Từ đó các anh chị mình mới làm gì, từ đó các anh chị mình mới triển khai được cái kênh của mình, đúng không các anh chị? Các anh chị mình tìm đâu, từ internet nè, từ YouTube, hay là mình từ báo, hay là những cái thông tin xung quanh á, xung quanh mà cái thông tin đại chúng của các anh chị, thì đó là những cái thông tin mà các anh chị mình nên tìm. Thì giống như em nữ vừa rồi á, em nữ là tìm những cái thông tin nó là xung quanh á, em là em đi đi kênh mà về sức khỏe các anh chị, đi kênh sức khỏe nên em tìm những cái thông tin liên quan đến đến sức khỏe. Nhưng nếu các anh chị mình đi kênh mà làm đẹp đi, ví dụ làm đẹp, thì các anh chị mình lên mình tìm những cái thông tin liên quan đến làm đẹp. Ví dụ như nếu chị làm đẹp á, thì các anh chị mình sẽ tìm là cái sản nó về nám da, nguyên nhân dẫn đến nám da, hoặc là nhon mụn từ đâu mà ra, rồi giải quyết cái vấn đề gốc nó như thế nào. Nói chung là dân dân một cái chủ đề thôi, các anh chị mình có thể ha chia ra rất là nhiều chủ đề nhỏ, và các anh chị xoáy sâu vào từng chủ đề, thì một cái chủ đề thôi các chị khai thác hoài cũng không hết ha. Là điều đó mà em nghĩ là các anh chị mình đang vấp phải cái vấn đề đó. Thì các anh chị ngày hôm nay mình có thể note lại, rồi mình về mình tập mình tìm cái thông tin đó các anh chị, rất là dễ tìm. Và cái nguồn mà thông tin mà em thường hay tìm á các anh chị là tên cái mình đang lên kênh Google á, là em đánh từ em đánh cái thông tin mà mình tìm, ví dụ như em nói là bệnh tim mạch do đâu mà có ha, ví dụ như vậy đi, thì nó sẽ hiện lên một dọc như thế này. Các anh chị mình sẽ chọn những cái trang uy tín như là VieMed mà em hay nói, em hay tìm cái trang mình uy tín là VieMed nè, là một ha, hoặc là vô cái báo Dân Trí nè, hoặc là báo Thanh Niên,
hoặc là các anh chị có thể là vô Eva được dân dân ha các anh chị, thì đó là những cái kênh mà nó uy tín hiện tại các anh chị mình có thể tìm những thông tin trên đó đó. Rồi thứ hai nữa các anh chị mình quan trọng là các anh chị mình chọn cái từ chìa khóa nha các anh chị, cái chìa khóa mà để mình tìm cái nội dung á, nó rất là quan trọng. Có thể là các anh chị mình nói là các anh chị mình thường thấy cái bệnh tiểu đường, thì các anh chị mình chỉ biết tiểu đường thôi, nhưng mà các anh chị mình phải biết đái tháo đường á, thì đái tháo đường mình phải biết được là đái tháo đường type 1 là sao, đái tháo đường type 2 là sao. Mình có thể mình gõ lên thứ hung mà của Google á, nó sẽ sổ xuống cho mình nhiều thông tin, lúc đó các anh chị mình phải chọn lọc thông tin ha, chứ không phải là nhiều thông tin đó các anh chị mình hãy ôm hết tất cả thông tin đó. Và mình chọn lọc thông tin rồi mình tạo thành những cái đoạn video riêng cho bản thân mình, và cái đoạn cái gì đái tháo đường này thì xong nó có hỗ trợ được, thì các anh chị mình lồng ghép vào cái sản phẩm trong cái quá trình mà hỗ trợ điều trị cho cái người mà đang gặp đái tháo đường thì cần sử dụng vì lý do gì, thì các anh chị mình ghép luôn cả gì về cái công dụng và chức năng của sâm đối với cái người bệnh như thế nào, mình áp vào cái bệnh trạng đó và mình hỗ trợ người ta như thế nào. Đó là cách mà em đang thực hiện đó các anh chị, chứ không em thì thực sự là em tìm cái nội dung đó, từ từ thường thường là trên internet là nhiều nhất. Và thứ hai nữa là các anh chị mình á, là em thì học hình như là em học cũng 4 năm lớp dinh dưỡng rồi các anh chị. Lớp dinh dưỡng nâng cao luôn, cũng học luôn. Em học lớp dinh dưỡng từ của nhà Dr. Nutri nè. Rồi em học lớp dinh dưỡng của bên Baba Meal cũng học rồi nè. Rồi em học lớp dinh dưỡng của Dopi tổ chức em cũng học rồi nè. Rồi em học lớp dinh dưỡng của bên 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 Tảo thì không nhớ nữa, em học cũng nhiều lớp lắm và em cũng nhận nhiều bằng lắm các anh chị. Thì đó là những cái lớp mà dinh dưỡng mà em đã học á, mà mỗi một lớp dinh dưỡng đó thì thường hay có những cái điều kiện, ví dụ như các anh chị mình á, là đạt doanh số hay là gì đó. Thì thật sự ra đối với vấn đề mà đạt doanh số thì em nữ đối với một cái nhà sản xuất, nếu như mà em nữ muốn đi về nhà sản xuất đó thì đạt doanh số là chuyện bình thường, tại vì khi mà em muốn đi cái sản phẩm đó đó thì em sẽ tìm hiểu rất là sâu về sản phẩm là một, em sẽ tìm hiểu về cái đối tượng mà sản phẩm nó đi đến là hai, rồi xong đó em sẽ suy nghĩ cách để mà em tiếp cận với cái khách hàng của em là ba, và em giải quyết cái gốc rễ gốc cho khách hàng em đó là bốn. Vì vậy em muốn đi cái sản phẩm đó để em đạt được doanh số thì em chỉ cần đi đúng hướng và em làm được thôi. Vì vậy á, là những cái đạt được mà cái mục tiêu mà em đã học được những cái lớp dinh dưỡng á, của những nhà sản xuất là em học được hết. Đó là còn một cái nhà sản xuất đó là Satika, là lớp dinh dưỡng mà giống như thực dưỡng các anh chị, là em cũng học luôn rồi. Thành ra là những cái kiến thức dinh dưỡng em học rất là nhiều ha. Thì từ những cái kiến thức đó bây giờ á, nó tạo cho em một cái nền tảng về kiến thức để em tự tin mà em lên live các anh chị. Nên các anh chị mình á, đừng có nghĩ rằng mình học cái kiến thức ở trên Zoom á nó sẽ tỏ nên nó vô bổ, mà mình đi chạy thì mình học những cái kiến thức bán hàng thì thật sự ra kiến thức bán hàng rất cần thiết, nhưng trước khi bán hàng các anh chị mình phải có những cái kiến thức nền, kiến thức nền về sản phẩm, kiến thức nền về về nguồn gốc sản phẩm nè, kiến thức nền về dinh dưỡng nè, kiến thức nền về cái những cái chuyển hóa trong cơ thể của mình, thì từ đó các anh chị mình mới triển khai được một cái kênh kênh ví dụ như kênh TikTok hoặc là kênh Facebook hay là kênh YouTube, nó sẽ đi chỉnh chu hơn, nên là như vậy các anh chị. Rồi và em á thì em ở đây em còn tìm một cái thông tin nữa các anh chị mình á, thường hay mình chỉ tìm thông tin trên tên báo rồi trên internet như là Google đó các anh chị. Nhưng ở đây em còn tìm tên thông tin đó là cái YouTube các anh chị. Tại vì YouTube ngày hôm nay á, người ta muốn khuyến khích mà người ta đang chạy một cái chương trình nó gọi là sách nói online các anh chị. Sách nói online dành cho những người bận rộn không có thời gian đọc sách, và những người mà hay đọc sách mà hay buồn ngủ giống như em nữ á, là đọc sách hay buồn ngủ, đọc sách xíu là khoảng tiếng sau là bắt đầu là mắt nó mờ, nó buồn ngủ rồi. Thì quá trình đọc sách như vậy nó vừa vừa đọc chậm mà vừa lâu, mà mình sẽ không có nhớ được nhiều. Vì vậy á, là em chọn cái cách là lên trên YouTube và đánh những từ khóa như là dinh dưỡng học hoặc là dinh dưỡng á, là cần thiết cho cơ sức khỏe như thế nào, thì nó sẽ sổ ra cho các anh chị mình ha. Rồi lúc này nó sẽ sổ ra là sách nói dinh dưỡng bị thất truyền, rồi những ăn ăn uống dinh dưỡng khoa học như thế nào, thì các anh chị mình sẽ chọn những cái cuốn sách đó. Thì cái nền tảng đầu tiên mà hiện tại mà em đang chọn cái nền tảng các anh chị, thì em cũng khuyên các anh chị mình nên chọn cái sách nào, dinh dưỡng bị thất truyền, dinh dưỡng bị thất truyền của tiến sĩ
lưu đạo của các anh chị mình vô đó, mình tự chọn cái sách nói đó đó, thì đó là một cái cuốn mà em nghĩ là nó bao quát hết tất cả những cái liên quan đến sức khỏe con người. Nhưng các anh chị mình nghe một lần, các anh chị mình thật không hiểu, nghe lần thứ hai các anh chị cũng không thấm nổi, nhưng mà các anh chị mình chịu khó nghe và các anh chị mình sẽ sấy sâu vào từng câu chữ, từng lời nói của sách đọc đó các anh chị, thì từ đó các anh chị mình sẽ hiểu được cái cơ chế gây bệnh nè, cái cơ chế mà vận hành sức khỏe con người như thế nào, và cái cơ chế tự chữa lành ra sao các anh chị. Thì các anh chị mình sẽ liên tưởng đến cái sản phẩm nhân sâm của mình đó các anh chị, thì nó lan là sao, nó cũng là một cái thực phẩm dinh dưỡng nên các anh chị mình sẽ ốp vào, thì hai cái này nó giống như là hai cái mắt xích, nó dính vào nhau các anh chị. Nó dính vào nhau và nó móc lại với nhau. Mình chủ yếu là mình phải vận hành hai cái mắt xích nó như thế nào để cho nó đi đều và song song với nhau. Và em nhờ vào cái cuốn sách này á, và em khai thác sâu vào những cái nội dung của cuốn sách, thật sự là một cái chương nha, em nghe đi nghe lại tên một chục lần luôn các anh chị, mà vẫn chưa thẩm thấu hết được cái ý nghĩa sâu xa của một cuốn sách các anh chị. Nó khủng đến mức độ đó luôn. Mình nghe xong các anh chị mình nghe giống như mình nghe giống như là không có cái gì để mà lật đọc lại, nhưng các chị mình chịu khó nghe đi nghe lại, nghe đi nghe lại, các anh chị mình sẽ thấy là từng câu từng chữ của tác giả viết ra các anh chị nó đều sấy vào cái nội dung dinh dưỡng và sức khỏe con người, cái nguyên nhân gốc rễ từ đâu ra, rồi từ đâu gây ra bệnh, rồi mình sẽ chữa bằng cách nào, và dinh dưỡng là sao. Người ta hay từ nói chuyện dinh dưỡng là cái gì trong đó nữa, các anh chị phải phân tích ra được là dinh dưỡng là những cái gì trong cái dinh dưỡng đó. Các chị mình sẽ bị phân vân là dinh dưỡng là ăn cái gì, làm cái gì gọi là dinh dưỡng, nhưng các anh chị mình nghe nhiều rồi các anh chị thẩm thấu, các anh chị sẽ hiểu cái cuốn sách đó dinh dưỡng bị thất tiền á chị anh Jimmy Jimmy, cái dinh dưỡng bị thất tiền á, thì khi mà mình dinh dưỡng sách nói mà dinh dưỡng bị thất truyền của cái phó phó giáo sư tiến sĩ Lưu Đào hay em nhớ là Lưu Đào á, nói chung là em cũng không có để ý đến tác giả nhiều, nhưng mà em lại quan tâm cái nội dung bên trong nhiều hơn. Thì các anh chị mình đánh lên á, sách nói online mà nó là dinh dưỡng học bị thất truyền ha, dinh dưỡng học bị thất truyền các anh chị, thì các anh chị mình chọn cái cuốn sách đó các anh chị mình nghe nghe từ chương 1 đến tới chương 7 luôn các anh chị, mình nghe một chương xong mình nghe lại chương đó lần nữa, nghe đi nghe lại các anh chị. Đúng rồi, của Phương Đào á chị, của anh Phương Đào đó, anh Trương Hồng Thanh, đúng rồi đó. Thì đó là cái sách mà em đang nghiên cứu và đang nghe đi nghe lại, và kết hợp sách đó thì em lại là tìm hiểu thêm, tại vì lúc trước em có học, em có chia sẻ là em học thêm cái các cái phá dinh dưỡng á, rồi cân bằng năng lượng sao, rồi tính chỉ số BNA hay là cái vitamin A, vitamin B, vitamin C gì nó có vai trò sao đó, em đã học rồi, nên khi mà em nghe cuốn sách dinh dưỡng này á thì em lại hiểu nó sâu hơn nữa các anh chị, và em hiểu cái cơ chế từng cái dinh dưỡng, từng cái vitamin trong cơ thể mình, từng cái khoáng chất trong cơ thể mình nó có những cái vai trò gì và nó liên kết như thế nào với nhau đó các anh chị. Vì vậy các anh chị mình á, có cơ hội thì mình cứ bỏ thời gian ra, mình chịu khó học các anh chị, chịu khó học sẽ tạo thành mình một cái gì, giống như mình tạo thành một cái tủ sách cho bản thân mình, tự mình khai thác bản thân mình để mình học, mình phát triển bản thân mình tự mình tạo thêm giá trị cho bản thân mình đó các anh chị ha. Và em đã bỏ ra 2 năm để em học nè các anh chị, 2 năm để học, bắt đầu từ em khi em bước vào Robby tới giờ đó là em học suốt các anh chị, hầu như là sáng học tối học, sáng học tối học, nhưng mỗi lần mà em lên Zoom em học như vậy á các anh chị, mỗi lần mà em lên Zoom em học như vậy á thì kiến thức của em về kiến thức nền là từ từ tăng lên, rồi kiến thức về sản phẩm cũng tăng lên, và khi em ra ngoài em không cần học những cái lớp upsell đâu các anh chị, mà mình những cái kiến thức đó mình sẽ đi upsell rất là dễ các anh chị. Mà nhiều anh chị trong team của em nữ hỏi là tại sao em nữ lại ra đơn dễ và em nữ lại có những cái đơn khủng và có đơn liên tục, lý do là bản thân của em á là học những cái khóa mà đào tạo về về sản phẩm, về dinh dưỡng. Em lại ít học về bán hàng, nhưng mà em lại học về những cái khóa đó, rồi những cái khóa mà họ chia sẻ về cách mà để vận hành một cái sản phẩm các anh chị, đó là cái cách mà em đang học ha. Rồi ngoài ra em nữ còn học những cái lớp mà chuyên gia của các BDB khác các anh chị, như là chuyên gia về khớp, xong cũng có ảnh hưởng tới khớp đúng không các anh chị, xong cũng hỗ trợ khớp. Vậy chuyên gia về khớp thì
cái canxi và nguyên nhân dẫn đến đau khớp, thì từ đó mình lồng vô nó sẽ gây có những hiện tượng gì. Rồi em sẽ học những cái lớp và như phát triển chiều cao hay là những cái lớp mà dinh dưỡng cho cơ thể cho từng người bệnh hay là ốm đau hay gì gì đó, em học hết. Tại vì em rất là thích về thực phẩm, về dinh dưỡng, về sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe chủ động, nên em là đã học rất là nhiều về sản phẩm này, về cái này nha. Đó thì các anh chị mình sẽ vào học nha, các anh chị mình phải vào học và mình phải bám sát theo GDP của mình đang theo. Nếu như các anh chị mình đang theo mà cái ngành mà ngành mỹ phẩm á, thì các anh chị mình phải hiểu rõ rằng mỹ phẩm á, là mình làm đẹp từ bên ngoài nhưng cái bản chất từ bên trong rất quan trọng. Nên các anh chị mình học không phải là học chăm sóc sắc đẹp từ bên ngoài không, nhưng mà các anh chị phải học luôn cả các vận hành những cái yếu tố ảnh hưởng từ bên trong cơ thể của mình đẩy lên ảnh hưởng đến cái sức khỏe và sắc đẹp của mình từ đâu mà ra, thì đó mấy anh chị mới đi đúng hướng được. Còn nếu các anh chị mình chỉ đi vòng ngoài thôi thì các anh chị mình sẽ không hiểu sâu vấn đề trong, thì các anh chị mình sẽ không tư vấn được khách hàng của mình và các anh chị mình cũng khó tạo thành những cái đoạn video nó có hiệu quả hoặc là nó tạo giá trị cho khách hàng của mình nha các anh chị nha. Thì em biết cái trong dung mình sẽ có những anh chị mình rất thích về mỹ phẩm ha, thì đó là nó thêm. Rồi cái vấn đề mà cái thứ ba mà em đang muốn nói đến đó là xây kênh. À, có nhiều anh chị sẽ hỏi là xây kênh như thế nào để kênh của mình á là nó đi lên, nó không nằm ngang và nó không bị tụt lùi, thì điều này rất quan trọng. Và vừa rồi á, em xây kênh là nhờ anh Tuấn á, bên BDP của Sâm Canada này hỗ trợ anh Tuấn lên training một lần, và em có duyên bén duyên với anh Tuấn và anh Tuấn đã hỗ trợ á, là em đã đi theo cái xây kênh của anh Tuấn á. Thì lúc đầu em cũng không biết là em sẽ xây theo hướng nào, thì anh Tuấn nói một câu như thế này, tên cái dùm anh Tuấn nói em nói rất rõ. Một là các anh chị làm phải làm cho chuẩn chu, hai là các anh chị một là chọn theo hướng chuyên gia, ba là các anh chị phải chọn là mình, nếu mình đi về sản phẩm, mình chọn về chia sẻ sản phẩm thì mình chọn sản phẩm ha. Nếu như mình chọn về xăm thì mình đi theo hướng chuyên gia, hoặc là mình theo hướng mà giải trí thì giải trí như thế nào để đưa sản phẩm một cách khéo léo. Đó là cái cách mà anh Tuấn đã chia sẻ, thì em nhớ và em đã chọn cái cách là theo hướng chuyên gia ha. Mà hướng chuyên gia thì các anh chị mình phải gì, phải bồi bổ thêm về kiến thức cho mình. Rồi thứ nhất khi xây kênh là đầu tiên các anh chị mình phải chọn chọn sản phẩm mình cần xây kênh. Thì ở đây các anh chị mình đang thế mạnh về cái gì, cái mối quan hệ xung quanh của mình á, cái mối quan hệ xung quanh của mình á là đang tập trung về cái sản phẩm nào. Ví dụ như mối quan hệ của em nữ á, thì em nữ là tuổi là trên 30 thì sẽ có mối quan hệ là có các bà mẹ, bà mẹ có con nhỏ là một. Thứ hai nữa là sẽ có cái người này sẽ có ba mẹ người thân lớn tuổi, thì em mới chọn cái sản phẩm đó là cái sản phẩm sâm. Vì sâm này có thể hỗ trợ á là hỗ trợ cho các cái cho các cái độ tuổi từ 30 trở lên về sức khỏe, về sinh lý. Tại vì thời điểm này thế là tụt về sinh lý, về sức khỏe, về sắc đẹp, rồi sẽ dẫn đến những cái áp lực về công việc. Rồi thêm nữa là tuổi cao hơn từ 40 tới 50 trở lên thì bắt đầu là mất ngủ rồi đau nhức xương khớp vân vân diễn ra. Và em đã chọn xong là lý do này các chị, là cái tiệm khách hàng của em đang đi từ 30 tuổi trở lên nhiều. Đó, tiệm khách hàng của em ấy nha các anh chị. Còn tùy theo tiệm khách hàng của anh chị, nếu như các anh chị mình đang có tiệm khách hàng là từ tuổi 18 đến 20 30, thì tiệm khách hàng này thường hay có nhu cầu là làm đẹp nhiều hơn, thì các anh chị mình sẽ xây theo hướng làm đẹp giùm em nữ nha. Đó rồi thứ cái xây kênh thứ hai nữa là cái tạo video sản phẩm á. Thì các anh chị mình cái nội dung mà mình xây quanh sản phẩm thì như nãy giờ em đã chia sẻ cái nội dung mà mình để mà mình xây cái kênh đó các anh chị, cái nội dung mình để xây kênh á, thì cái đoạn video các anh chị á, mỗi một ngày mình lên một cái đoạn video đúng không, mỗi một ngày mình lên một cái video, thì cái video nó phải xây quanh cái nội dung của một cái sản phẩm mình đang muốn tương tác cho khách hàng và đang muốn khách hàng quan tâm đến sản phẩm đó. Chứ không phải là các anh chị mình xây một cái kênh trên TikTok, ngày hôm nay các chị đăng son, ngày mai các chị đăng nước hoa, ngày mốt các chị đăng xăm, thì cái kênh nó loạn, nó bắt nháo lên hết rồi, thì thực tế ra TikTok nó sẽ không đánh được là cái kênh chị đang đi hướng nào. Thứ nhất. Thứ hai nữa, cái khách hàng tiềm năng của chị á, nó sẽ đánh giá là chị không chuyên nghiệp, chị không chuyên nghiệp, anh chị sẽ không chuyên nghiệp, sẽ không mang lại được cái giá trị mà họ cần, và họ sẽ không cần follow các anh chị nữa, và họ sẵn sàng hủy follow. Và anh chị mỗi lần những cái đoạn video của chị anh chị đưa lên á, họ cũng không quan tâm đến luôn.
Đó. Nên các anh chị mình phải xác định từ đầu là các anh chị mình xây theo ngành dinh dưỡng hay xây theo về hướng gì, thì các anh chị đi đúng về cái đó. Và các anh chị nên nhớ là xây đúng một sản phẩm thôi, không nên xây nhiều sản phẩm trong một lúc nha. Xây một sản phẩm, nhưng ví dụ như em nữ đang xây về sức khỏe và em nữ chọn xăm và em nữ chỉ xây xăm, nhưng khi mà mình lên like á thì những sản phẩm liên quan đến sức khỏe mình có quyền mình gắn lên cái vùng like đó các anh chị ha. Đó là một cái lợi thế, nhưng khách hàng mình đang được mình định hướng sản phẩm là xăm, thì xăm của mình đang giá trị cao các anh chị, xăm mình là có giá trị cao, thì khách hàng muốn mua một cái sản phẩm từ 800, 900, 1 triệu, 2 triệu thì bắt buộc khách hàng phải đi theo mình từ 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, và người ta phải theo coi là mình hiểu về sản phẩm như thế nào, mình có phải là một cái người có thể hỗ trợ họ và đồng hành họ, giúp họ để vượt qua những cái khó khăn trong sức khỏe hay không. Đó, vì vậy các anh chị mình mà đã quyết định chọn cái kênh và xây theo hướng nào thì các anh chị mình phải chuẩn theo hướng đó và mình phải kiên trì theo hướng đó giúp em nữ nha. Rồi, thứ ba nữa là cái cách đăng á, cách đăng video á, thì ở đây em có một cái lời khuyên như thế này. Tại thực tế ra ban đầu các anh chị mình nên đó nha, mình đăng ngày ba ngày đầu tiên, ba ngày đầu tiên các anh chị mình đăng để thăm dò cái kênh của mình ha. Ngày đầu tiên thứ nhất chị sẽ đăng vào buổi sáng trong khung giờ, từ cái khung giờ này là khung giờ mà em nữ tự bản thân em nữ mình tự đúc kết ra nha các chị, nhưng những anh chị khác mình có thể có những cái khung giờ khác nha. Khung giờ từ 6 giờ đến 8 giờ thì khung giờ này mình đăng một, mình đăng thử một đoạn video, mình sẽ coi cái lượt tương tác nó như thế nào ha, lượt tương tác nó có thu hút được tương tác nhiều hay ít. Rồi qua ngày hôm sau mình đăng một cái khung giờ, đó là giờ trưa ha, từ cái giờ trưa của mình ha, từ 11 giờ đến 13 giờ ha, các chị. Rồi mình cũng sẽ xem cái lượt tương tác, mình so sánh với ngày hôm trước. Rồi ngày bữa thứ ba mình sẽ đăng vào buổi tối để mình xem cái lượt tương tác, và mình đúc kết ra là khách hàng của mình đang đi sản phẩm này, họ quan tâm cái sản phẩm này vào khung giờ A, B, C gì đó. Các anh chị sẽ chọn khung giờ đó để các anh chị đăng dùm em nữ nha. Rồi, và các anh chị mình á, phải đăng liên tục mỗi một ngày, ít nhất là một ngày phải có một video. Nhưng em khuyên là các anh chị nên đăng một video một ngày thôi, đừng nên là mình đăng hai video, ba video từ một ngày. Vì các anh chị mà đăng hai video từ một ngày thì bắt buộc những ngày sau chị phải đăng tiếp tục hai video. Nếu các anh chị mà giảm thì nó sẽ lượng tương tác mình sẽ giảm theo. À, và các anh chị mình đăng cái lượng video nhiều á thì sao? Thì cái lượng kiến thức của các anh chị nó sẽ bị cạn nhanh, và các anh chị sẽ bị mất đi cái nguồn để các anh chị mình làm được cái vận video tiếp theo để mình xây kênh. Vì vậy nên em nữ nói các anh chị mình cứ đăng một video thôi, một ngày một video là được rồi, và đăng đúng khung giờ mình yêu cầu ha. Mình đăng đúng khung giờ mình yêu cầu nha các anh chị nha. Rồi, thứ hai nữa là mình đăng liên tục ít nhất là 21 ngày. À, đăng liên tục ít nhất 21 ngày để làm chi? Để nó chuẩn cái kênh đó, cho TikTok nó đánh giá rằng cái kênh này đang đi theo hướng sức khỏe, hay là đang đi theo hướng làm đẹp, hay là đang đi theo hướng gia dụng. Rồi nó sẽ phân bổ cái lượng khách hàng tiềm năng về cho cái kênh của mình theo cái xu hướng mà mình đang đi. Ha? Và những cái người khách mà họ follow của kênh mình là những người khách đang quan tâm đến sức khỏe, hay đang quan tâm đến gia dụng, hay là đang quan tâm đến làm đẹp vân vân. Đó là cái cách mà mình tìm khách hàng tiềm năng của mình nha các anh chị. Và các anh chị mình á, mình tâm với mình xây kênh đó các anh chị, thì mình nên né những cái vấn đề này, rất là dễ bị đánh lỗi và cái kênh mình dễ bị chìm luôn, và nó sẽ không được lên và không được đưa đi đến những cái khách hàng tiềm năng để mà họ tìm thấy các anh chị. Thứ nhất là các anh chị mình thường hay mà mình cầm những cái sản phẩm, ví dụ như em cầm cái đồ mod này lên á, và mình dơ như thế này đúng không các anh chị? À, dơ như thế này, cái tên này có cái logo sản phẩm rồi, nhà sản xuất là tên sản phẩm ABC gì đó, hoặc dưới này nó có một cái mã vạch nè. Các anh chị mà đưa lên chỉ cần xuất hiện trong cái đoạn video đó các anh chị thôi, là các anh chị bị bóp tương tác rồi. À, nên trong cái giai đoạn xây kênh các anh chị nên né tất cả những cái logo, những cái tên sản phẩm, những cái gì mà liên quan đến cái nhà sản xuất cái gì đó. Các anh chị lấy ra hết, đừng để vô, kể cả phần sau lưng của mình cũng không được để luôn các anh chị nha. Nói chung là mình tốt nhất mình ngồi một cái khoảng trắng như thế này tốt nhất. Đó, đó là cái cách mà em nữ xây kênh mà để cái kênh của em sau 21 ngày đạt 1.000 follow của các anh chị ha. Đó là cái cách mẹ nữ đang xây kênh đó các anh chị. Rồi các anh chị nhớ nói cái vấn đề này nha, nó rất là dễ bị lỗi. À, mà em nữ đang xây cái kênh mà kênh xăm á, mà để khách hàng biết về xăm á, thì em nữ cầm một củ nhân xăm thần thôi, một củ nhân xăm thần em nữ dơ lên như thế này là khách hàng biết em đang mát xăm rồi.
Hay anh cầm một cái lát như xăm em dơ lên như thế này là khách hàng đã biết em nấu xăm rồi các anh chị ha. Thì mình đưa lên như thế này là người ta đã biết mình đó là những cái sản phẩm thật sự, không cần phải đưa nguyên cái hộp. Nhưng khi mà các anh chị mình qua 1.000 follow thì các anh chị mình có quyền đưa cái hộp và xuất hiện trong vòng bao nhiêu giây thôi nha, chứ không phải là xuất hiện cả một cái đoạn video. Có nghĩa là khi các anh chị mình được 1.000 view follow rồi, các anh chị đưa sản phẩm nguyên cái hộp lên luôn, có hộp, có tên nhà sản xuất, có luôn cả logo vân vân, nhưng các anh chị mình sẽ được xuất hiện trong vòng 3 đến 5 giây gì đó rồi các anh chị mình đưa xuống ha. Thì đó nó sẽ không bị bóp tương tác và cái sản phẩm của chị vẫn được khách hàng biết đến và đi rất nhanh, nó là như vậy các anh chị ha. Rồi rồi nhờ chị Tâm An mình qua cái live tiếp theo giùm em nữ à, cái phần số 4 á, là em nữ muốn chia sẻ với các anh chị về cái vấn đề là tương tác các anh chị. Thì tương tác ở đây á, là cái vấn đề tương tác này á, có một cái lỗi chung các anh chị mình thường hay gọi bị gặp phải, đó là follow kéo. Khi mình xây kênh á, mình nôn nóng mình muốn kênh của mình nó lên 1.000 đoạn, 1.000 follow liền, là mình cứ có nhiều bạn bè các anh chị cứ cứ chết hết xuống rồi các anh chị chạy qua bên cái nhà bạn á, cái mình follow 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 hết một dọc, cái xong cái bạn mình thấy mình follow cái bạn mình cũng follow lại hết một dọc, đó gọi là follow chéo các anh chị. Mà follow như vậy là TikTok nó đánh giá là mình gọi là kênh không chất lượng, kênh ảo, và nó sẽ không có ưu tiên cho mình bán hàng đâu các anh chị. Và cái kênh như vậy là chỉ ưu tiên để mà mình giải trí thì được. Nó các anh chị mình để ý giùm em nữa nha. Và thứ hai nữa là các anh chị mình khi mà tương tác với bạn bè, đồng nghiệp, người với những người mình cần tương tác á, thì các anh chị mình có thể mình xem cái hết cái đoạn video đó xong rồi mình thả tim, hoặc là mình phải like do hình, hoặc là mình gắn cái comment á, mà comment nó phải là comment chất lượng các anh chị, để khi mà bạn của mình thấy mình có một cái comment chất lượng như vậy, họ sẽ trả lời cái comment đó xong rồi họ sẽ gì, họ bấm vào đó và họ qua bên cái trang của mình, họ sẽ comment hoặc là thả like lại cho mình đó. Đó là cái cách để mình tương tác với nhau các anh chị nha, đó là để mình tương tác với nhau. Và thứ ba nữa là các anh chị ha, và thứ ba nữa là các anh chị mình nên á, nếu như các anh chị mình đang xây về kênh làm đẹp à, thì các anh chị mình chọn ít nhất cũng phải là 5 cái TikTok master hoặc là 5 chuyên gia liên quan đến làm đẹp à. Mình vô mình thấy cái họ phải, cái kênh của họ phải là cái kênh mà gọi là chuẩn nha, chuẩn chuyên gia nha, chứ không phải là cái tên mà lên đứng nhảy tông 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 tông, mấy anh chị mình vô mình follow mình cũng không học được cái gì đâu các anh chị nha nha. Mà mình phải chọn những cái kênh mà họ chia sẻ một chuẩn chuyên gia để mình vô mình học được ha các anh chị, và mình chọn mình vô mình bấm follow để những cái bài đăng của họ nó sẽ hiện lên khi mà mình nhận được, hoặc là những cái buổi họ live stream họ chia sẻ về kiến thức nền nữa, các anh chị mình sẽ được vô để mình học mình hiểu thêm, mình bổ sung thêm cho kiến thức cho bản thân mình đó các anh chị, và mình còn học được cái cách mà họ live, họ ra đơn tại cái live TikTok như thế nào các anh chị, theo như cái nhãn hàng mình đang làm nó, đó là cách niệm nữ đang chọn nha các anh chị nha. Rồi cái thứ ba nữa là các anh chị mình ha, các anh chị mình á là thường thường xuyên mà mình có liên quan cái vấn đề như là TikTok Master các anh chị, TikTok Master thì các anh chị mình sẽ phân vân là không biết chọn cái ai là TikTok Master. Thì các anh chị mình coi cái đoạn video của người ta là người ta chia sẻ xong rồi coi cái xu hướng là được xu hướng chung của họ, tất cả cái trang của mình của họ, mình vô cái trang của họ mình coi, cái trang của họ luôn luôn được người ta đánh giá, người ta thả like á, người ta thả like nhiều á, ví dụ như từ mấy trăm mấy ngàn trở lên á, thì đó là những người mà họ đang chia sẻ và được người ta ủng hộ rất nhiều, thì mình kéo hết những cái trang họ xuống mình thấy họ rất là chất lượng, chứ không phải là họ chỉ ghim có một cái đoạn video lên, cái đoạn video đó mà mình coi vô tình thấy nó được nhiều người xem, được nhiều người like, các anh chị mình đi follow thì nó vẫn không có ít nha các anh chị nha. Đó là cái cách mà mình phải thực hiện cái tương tác đó, và hàng ngày các anh chị mình phải bỏ thời gian ít nhất nha, buổi sáng mình ít nhất mình phải bỏ lên được 15 phút để mình lên cái TikTok á, mình lướt mình coi những đoạn video, những cái đoạn video về sức khỏe, ví dụ như nữ em nữ đang chia sẻ về sức khỏe thì em nữ sẽ vô cho những video về sức khỏe, rồi mình thấy hay thì mình comment, thấy hay thì mình thả like. Rồi buổi trưa nữ cũng phải bỏ thời gian nữ lên nữ xem, trong thời gian xây kênh các chị mình nên lên xem thường xuyên như vậy như chị, để thu hút cái lượng khách hàng tiềm năng về cái like của mình, tại vì mình đi xem người ta thì cái bài của mình nó mới nổi ở bên chỗ người ta, mình mới nổi lên cho người khác nhìn thấy các anh chị nha. Cái đó là cái cách mà để mình tăng lượng tương tác cho mình nha các anh chị. Rồi em nhờ chị Tư Mang mình qua cái like tiếp theo giúp nữ vậy à, không biết nay em nói nhiều quá có trái giờ của chị Sương Thoải mái em,
Bạn nói hay quá trời. Chị xây kênh mà theo cái kênh theo giải trí á, mà bây giờ chị muốn chuyển qua đáng bán hàng á, thì chị phải lồng giải trí vô. Ví dụ như trong thư kênh của chị, nếu mà có em bé hoặc là có cái gì nó không phù hợp rồi thì chị nên bỏ cái kênh, nó dùng cái kênh nó để giải trí thôi, và chị nên xây lại một cái kênh mới hay hơn. Mà nếu mà chị ngại xây kênh mà chị ngại chị xuất hiện trong cái đoạn video đó, thì chị xây kênh theo kiểu là xây sản phẩm, xây theo kiểu sản phẩm á các anh chị. Có nghĩa là các anh chị mình phải có một kỹ năng quay sản phẩm làm sao cho người ta hấp dẫn và ta hip hop, thì đó là cái cách xây kênh. Mình có thể xây nhiều cách xây kênh lắm, nhưng mà em thì đang chọn cái cách xây kênh là theo kiểu chuyên gia. Và trong cái xây kênh của mình nó nên né nha các anh chị, mình nên né là cho các em bé nhỏ nè xuất hiện trong cái kênh của mình, nó là một. Thứ hai nữa là mình nên né cái vấn đề là nó ăn mặc hở hang, nó không có thuần phong mỹ tục quá, các anh chị mình né những cái đó. Tại vì nếu mình dướng vào những cái đó nó đánh sập kênh là rất dễ các anh chị. Các anh chị lên 100.000 follow đi nữa mà các anh chị mà vào vi phạm rồi đó, nó sẽ đánh sập kênh mình cũng dễ đó các anh chị. Mình trở thành TikTok master mình cũng bị đánh sập kênh đó các anh chị. Vì vậy đó, khi các anh chị mà tham gia vào cái của anh TikTok đó, các anh chị mình đi chậm mà chắc các anh chị. Mình đi đâu mà đi một bước, mình chững một bước, mình đi một bước chững bước. Và cái quá trình mà các anh chị mình tạo những cái đoạn video á, nó chuẩn chu như vậy á, nó sẽ thành một thói quen cho các anh chị. Mình sẽ né những cái từ ngữ mà không nên nói trong cái ngôn ngữ hàng ngày của mình đó các anh chị. Và như vậy khi các anh chị mình đã xây đủ 21 ngày, 30 ngày rồi á, các anh chị mình bắt đầu lên like á, các anh chị mình tự tin hơn. Và khi các anh chị like, các anh chị mình nói chuyện với khách hàng, mình like cho khách hàng cả 2 tiếng đồng hồ, mình sẽ không vấp phải những cái lời nói không cần thiết và bị TikTok nó đánh lỗi các anh chị. Đó là điều mà em nữ đã học được trong quá trình em xây kênh và trong quá trình em like các anh chị nha. Rồi, cái em vào cái chương thứ 5 á, là kênh đạt tiêu chuẩn á. Mình xây kênh để mà kênh đạt tiêu chuẩn á, là cái kênh á, sau khi các anh chị xây 21 ngày thì ít nhất nó cũng phải đạt được 900 hoặc 1.000 follow các anh chị. Thì nó đạt 900 follow là đã đạt rồi các anh chị nha. Hoặc là mình đạt 1.000 follow, đó là cái xây mà kênh mình phải cái chuẩn á. Và trong quá trình mình xây, mỗi mình đăng đoạn video lên thì nó sẽ lên cái follow mình. Ngày đầu tiên có thể là người ta follow là mấy chục đến 100 follow, ngày thứ hai lên trăm mấy, 200, nói chung là nó sẽ tăng lên dần, mỗi một ngày tăng lên ít nhất là 30-40 follow, lượt follow và lượt xem có người ta follow mình á, thì đó mới là kênh mình đang đi đúng hướng các anh chị. Còn nếu các anh chị mà đăng 3-4 ngày mà lẹt đẹt có mấy chục follow, hoặc có lẹt đẹt có bao có mấy chục người yêu thích bấm vô xem có dưới 100 người xem á, thì cái kênh của mình đang có vấn đề, các anh chị mình phải nên nhờ người hiểu và khám cái kênh của mình lại giùm nha. Hello, đóng cửa lại giùm mẹ trời ơi. Nha, cái đó là cái cách mình xây kênh nha các anh chị nha. Kênh đó là mấy kênh đạt tiêu chuẩn. Rồi sau khi mình xây xong 21 ngày mình đã đạt được 1.000 follow rồi á, hoặc mà là mình đã được, nó mở một cái nút, nó là nút like các anh chị. Và giai đoạn 1.000 follow này các anh chị mình sẽ cảm thấy nó rất là, nó hồi hộp. Vì sao? Cái giai đoạn này là TikTok nó sẽ đánh giá lại cái kênh của mình các anh chị. Đánh giá kênh mình rất lâu rồi, rất lâu luôn các anh chị. Đợt đó em bị đánh giá là nó khoảng là nửa tháng các anh chị. Lên 1.000 nó nhảy lên 1.000 1.000, 3, 4, 5 follow gì đó, tụt xuống còn 900 mấy, 980 mấy, 990 mấy gì đó. Nó cứ nhảy lên, nhảy xuống liên tục. Vì lúc này á, là có người họ sẽ bỏ follow, có người sẽ tăng lượt follow mới. Cứ các anh chị mình đừng nản nha. À, kênh chị có nút like rồi. Chị lên like đi chị Hiền. Kênh chị nút like là mình lên like đi chị. Ha. Rồi. À. Mày ngồi chơi đi con gái. Ha. Và các anh chị mình đừng nản, các chị mình cứ tiếp tục mình tạo đoạn video. Và giai đoạn này các anh chị mình được viền á, gắn giỏ hàng rồi các anh chị. Mình được, mình nó đã hiện cái nút like lên rồi. Các anh chị mình liên kết với Dopy ha, mình liên kết với Dopy mà mình gắn giỏ hàng. Khi mình lên mình like á thì cái kênh của mình nó nhanh lên xu hướng. Còn các anh chị mình vẫn tạo đoạn video hoài hoài á thì cái kênh mình rất là chậm lên xu hướng nha. Có hai cách để lên xu hướng sau khi mình xây kênh. Một là các anh chị mình ghim ba cái đoạn video mà lượt xem, lượt tương tác cao ngoài ba cái clip mà đầu tiên mình đăng 3 ngày đầu tiên nha. Ngoài cái ba clip đó mà có ba clip khác nó được lượt xem và lượt follow cao thì các anh chị mình nên
ghim ba cái đó và mình quảng bá ha. Quảng bá mình phải tốn tiền nha, quảng cáo mình phải tốn tiền. Rồi mình ghim lên để mình quảng cáo, mình quảng cáo mấy ngày gì đó, mình quảng cáo thì mình quảng cáo lâu tốn tiền nhiều, quảng cáo ít thì tốn tiền ít, à, đơn giản vậy ha. Rồi cách thứ hai nữa, cái thứ hai nữa là các anh chị mình á lên live trực tiếp nha, lên live stream trực tiếp. Và các anh chị mình khi live stream trực tiếp, các anh chị mình phải chọn một khung giờ cố định giùm em nữ, và các anh chị mình phải like liên tục mỗi ngày, mỗi ngày luôn. Tại sao mà em phải nói là like cố định mà like liên tục mỗi ngày? Rất đơn giản, các anh chị đang tạo cho khách hàng một cái gì, một cái thói quen. Ví dụ như cái ngày hôm nay chị mình like, 3 ngày sau các chị mới vô like nữa, mà các chị đổi giờ like, khách hàng đâu biết chị like đâu, là lúc đó họ không có lên TikTok làm sao họ thấy được mình like. Họ chỉ biết là cái thời điểm đó mình like. Và cái tới lúc về, ví dụ như chị thay like 7 giờ, khách hàng chị sẽ 7 giờ, 7 giờ 15 giờ họ bắt đầu họ vô cái TikTok để họ lướt, và họ sẽ thấy cái bên chuyên like của mình, họ vô họ coi, đúng không các chị? Còn nếu như các anh chị ngày nay like 7 giờ tối, ngày mai like 9, 10 giờ đêm, ngày mốt like 4 giờ sáng, ngày bữa kia là like 12 giờ trưa, vân vân, khách hàng chị nó lộn theo luôn, lại chạy không biết đường vô luôn các anh chị ha, không biết đường vô để theo. Và lúc này là khách hàng của chị nó mới liên tục và không có khách hàng cố định, và không có khách hàng để theo dõi được cái phiên live của chị để họ hiểu được cái giá trị của sản phẩm mang lại cho họ, và họ sẽ chưa có được đủ niềm tin để họ ra đơn. Nên cái vấn đề các anh chị chọn một cái thời điểm live rất là quan trọng nha. Con bị đau đầu. Con bị đau đầu, đi rồi đi chơi đi nha. Rồi ha. Và các anh chị mình á, khi mà mình con mất khi mà mình chưa đủ 1.000 follow mình vẫn mở được nút like nha các anh chị. Chưa đủ 1.000 follow mình vẫn mở được nút like. Mình có thể xin TikTok mình vô cái chỗ mà mình xin á, thì TikTok nó sẽ hướng dẫn cho, nó sẽ cho mình mở cái nút like đó. Và các anh chị mình á là liên kết giỏ hàng với bên Dopey á, các anh chị mình sẽ có cách là mình gắn sản phẩm vô nha các anh chị nha. Rồi cái thứ sáu của mình là chuẩn bị live stream các anh chị. Cái chỗ này á, nó tuy nó là một cái điều nó mỗi người sẽ có một cách khác nhau, nhưng cái vấn đề chuẩn bị cho cái buổi live stream nó rất là quan trọng nha các anh chị. Chuẩn bị cho một buổi live stream rất quan trọng. Nhiều khi các anh chị mình sẽ không quan tâm đến, nhưng cái buổi live stream này nó thành công hay không thành công á là nó phụ thuộc vào cái điều chuẩn bị này rất nhiều. Thứ nhất là các anh chị mình phải chọn được cái chủ đề để mình live. Và cái chủ đề này các anh chị mình á, mình chọn, mình like thì mình phải phù hợp với sản phẩm mình sẽ đưa lên like nha. Cái chọn chủ đề và phù hợp sản phẩm lên like. Và khi chọn chủ đề xong thì mình phải chuẩn bị được cái nội dung like. Đó, rồi. Và đặc biệt các anh chị mình phải chọn được cái chủ đề mà hiện tại giới trẻ hoặc là khách hàng mà đang tiềm năng của mình á, họ đang quan tâm đến vấn đề gì, thì mình chọn được cái đúng xu hướng đó thì họ lướt á. Họ thấy cái phiên live mình, cái nội dung mà họ thấy nó đúng theo tâm trạng của họ, đúng theo nhu cầu của họ, thì họ phải dừng lại để họ xem nha. Còn như các anh chị mình chọn chủ đề, mình không có chọn chủ đề nó phù hợp, thì khách hàng họ lướt qua là xong nha các anh chị nha. Thứ hai nữa là mình chuẩn bị nội dung, thì nãy em cũng nói rồi ha, nội dung thì xây bên cái sản phẩm đó. Và cái cách mình khéo léo mình đưa cái nội dung xong để mình chia sẻ những cái giá trị từ những cái kiến thức mình có á, mình chia sẻ những cái giá trị đó để mình giữ chân khách hàng. Mà khách hàng ở trong cái live của mình nó lâu á thì nó mới thu hút được những khách hàng khác để đến các anh chị. Nếu như khách hàng mà đi ngang mà thấy cái phiên live của mình á, bấm vô họ thấy phiên live mình chả có ai ở lại coi, có nghĩa là cái phiên live mình nó không có thành công. Và họ sẽ đi luôn. Họ sẽ không có ngần ngại gì mà họ được dừng lại các anh chị. Nhưng khi các anh chị mà chia sẻ được cái giá trị mà cho khách hàng, khách hàng chỉ cần ở lại 2-3 người thôi, thì bắt đầu những khách hàng khác họ sẽ ở lại. Và họ nghe xong rồi các anh chị mình sẽ khéo léo nhắc họ vô để xem sản phẩm, khéo léo nhắc họ và mình khéo léo mình đưa cái sản phẩm của mình vô để cho khách hàng họ chọn cái sản phẩm đó. Và mình phải gãy trúng cái gì, cái nhu cầu của khách hàng ha. Mình phải làm cho khách hàng tin tưởng về sản phẩm của mình đó các anh chị nha. Rồi cái điều việc đầu thứ hai nữa trong quá trình like á, là mình phải tạo cho khách hàng cái sự thân thiện, là mình phải chào hỏi khách hàng liên tục. Không phải mình thay mình cứ viên thiên mình nói một mình khách hàng không có nhắn tin hay gì đó, mình cứ ngồi nói quen thiên, khách hàng hỏi hoài không trả lời, khách hàng chán quá đi mất. Nên khi các anh chị mình like, các anh chị mình phải nhớ lên để ý cái khung khung hình á,
khung dưới các anh chị, mình để ý cái bình luận của khách hàng họ có hỏi cái gì không, họ hỏi hay không, hỏi thì mình trả lời. Và trong phiên live các anh chị mình nên tạo thành những cái câu hỏi nha, thành những cái câu hỏi á, mình chia sẻ xong rồi mình hay tạo thành những cái câu hỏi mở, mình tạo thành những cái câu hỏi để cho khách hàng họ hỏi ha, họ quan tâm để họ hỏi. Giai đoạn đầu họ chưa biết gì mình á thì họ ngồi họ nghe, rồi mình tạo câu hỏi là mình tự trả lời, mình tạo câu hỏi mình tự trả lời thì khách hàng họ sẽ hiểu thêm về sản phẩm. Ví dụ mình tạo những cái câu hỏi, ví dụ như mình nói là tại sao cái nhân sâm Canada này có thể dùng được có thể dùng được cho tại sao cái sâm Canada này mà người Việt Nam dùng được tốt mà cái sâm châu Á lại là mình chỉ dùng được có mấy ngày mình phải ngưng. Mình có thể đưa ra những cái câu hỏi mở như vậy, xong mình tự trả lời luôn các chị. Mình tự hỏi, mình tự trả lời. Đó là cái cách mình làm ha. Rồi mình có thể hỏi là cái nguyên nhân gì, hoặc là tại sao sâm Canada nó chỉ là một cái thực phẩm thôi mà tại sao nó có thể hỗ trợ cho người tiểu đường, hoặc là tại sao nó có khả năng điều hòa huyết áp. Mình phải hiểu về sản phẩm, mình hỏi xong cái mình đi phân tích tại sao nó làm được điều đó, thì khách hàng họ ngồi họ nghe, họ nghe họ sẽ hiểu từ cái sâm này nó không phải gọi là thần dược mà là nó làm được điều này, không phải là mình nói quá. Con đi đi đi, con lục quần ra đi đi ha. Con khỏi nói đi, con đi luôn đi, khỏi nói đi. Rồi ha, rồi mình phải đưa ra những cái câu hỏi mở, mà trong phiên live mình đưa câu hỏi nhiều thì khách hàng ngồi nghe nhiều hơn, và từ câu hỏi đó mình phân tích từng đoạn. Mà em cũng một lời khuyên như nè, khi mình lên live mình đừng đưa quá nhiều nội dung trong một buổi live. Ví dụ như ngày hôm nay em nói về chức năng gan, về thải độc gan, thì em thấy sâu vào chức năng gan và thải độc gan, tại sao gan bị tổn thương, rồi tại sao can sâm có thể hỗ trợ, rồi gan mà tổn thương thì ảnh hưởng đến cái chức năng gì của cơ thể sẽ làm như thế nào, và cách nào để hỗ trợ cho gan nó phục hồi hay không, vân vân. Đó là mình sẽ sâu vào gan, mình đừng có đi về cái thận hay là cái gì đó, không cần đâu, mà mình chỉ nói lướt qua những cái vấn đề liên quan đến gan là mình đi sấy sâu vào gan. Và mình khuyến khích người ta mua sản phẩm bên mình, khuyến khích người ta chọn mua sản phẩm và bấm sản phẩm. Đó là cái cách mà mình like anh chị nha. Rồi cái liên gắn liên sản phẩm á, các anh chị mình có thể gắn liên á, là các anh chị mình có thể gắn những cái liên sản phẩm á, nếu như có các anh chị mình có thể tạo những cái bộ sản phẩm sẵn để mình khi mình lên like nó dễ hơn, hoặc là mình vào ngay chỗ mà tên cái nút like của mình nó có cái chỗ là giỏ hàng, hoặc là cái chỗ mà doanh nghiệp á, giống như cái nhà á các anh chị, bấm vào đó rồi mình vô cái chỗ sản phẩm mình bấm, mình chọn cái sản phẩm, mình chọn bao nhiêu sản phẩm thì cái nút like mình nó sẽ hiện lên đó hết, tất cả các sản phẩm sẽ nằm trên đó hết. Và các anh chị mình á, khi mà mình chọn sản phẩm, mình có thể chọn sản phẩm mà có sản phẩm mồi và sản phẩm chính luôn nha anh chị, sản phẩm mồi và sản phẩm chủ lực. Sản phẩm mồi thì giúp làm gì, giúp cho mình á câu khách hàng. Sản phẩm mồi là sản phẩm gì, dễ ra đơn nhất. Khi mà khách hàng á họ ra được một đơn về sản phẩm này, mà các anh chị để ý nha, khách mình chỉ cần mua được một đơn thì họ sẽ ngồi đó họ nghe tiếp, họ tiếp xíu nữa là họ lại ra tiếp, tại vì họ đã mua một lần rồi, họ sẽ gì, giống như là nó kích thích cho người ta mua sản phẩm. Và những người ngồi trong phiên live đó, họ thấy người này mua thì người khác sẽ mua. Và các anh chị mình khuyến khích được như vậy thì mình sẽ ba thành công trong cái phiên live đó. Đó là như vậy ha. Rồi cái sản phẩm mồi là cái sản phẩm gì, là sản phẩm giá phù hợp túi tiền, giá nhẹ thôi, nhẹ phù hợp túi tiền, sản phẩm nhẹ, ví dụ như 100, 200 mấy chục, đó là sản phẩm mồi, mà nó liên quan đến chức năng của mình đang like, liên quan đến cái vấn đề mà nó hỗ trợ sức khỏe mình đang like nên các chị, đó là sản phẩm mồi. Chứ đừng có nói là sản phẩm mồi là các anh chị đang like sức khỏe, các chị thải mấy cây son vô không có dính dáng gì nhau, không có mua đâu nha anh chị nha. Rồi thứ hai nữa, cái cuối cùng mà em nữ muốn chia sẻ đây các anh chị, là các anh chị mình khi like á, cái khung cảnh phía sau lưng của mình rất là quan trọng, cái hình nền sau lưng mình rất là quan trọng. Các anh chị mình sau lưng càng rối, khách hàng nó sẽ quan tâm đến những cái vấn đề sau lưng mình, nó họ sẽ không quan tâm đến mình đang nói gì. Và cách mình cầm sản phẩm các anh chị, mình sẽ cầm sản phẩm mình đưa lên như thế này ha, mình đưa lên thế này thì khách hàng này sẽ họ quan tâm đến sản phẩm của mình. Còn mình để gì cái mình đứng mình nói thiên thiên, khách hàng sẽ không để ý đây đâu, mà mình sẽ cầm lên, mình muốn nói gì sản phẩm mình sẽ cầm lên, mình chỉ và mình lướt lên sản phẩm này và mình nói nhấn sâu vào sản phẩm, như vậy khách hàng sẽ quan tâm đến sản phẩm. Còn như các anh chị mình đưa sản phẩm này, đưa sản phẩm như vậy mà cái áo mình và cái sản phẩm nó không có
nó không có làm nổi được cái sản phẩm này mà nó chìm theo cái áo luôn á thì nó cũng không tốt, hoặc là cái nền á sau lưng của mình nó bị chìm luôn cái sản phẩm này nó cũng không tốt, mà nền sau lưng của mình á mà nó rối quá cũng không được. Và cái ánh sáng mà để mình like á rất quan trọng, cái ánh sáng mà like á mà nó đạt chuẩn á, mà nó sáng đẹp rồi các anh chị, thì cái khả năng các anh chị đạt trai tim thành công trên cái phiên TikTok của anh chị là 60-70% rồi các anh chị ha. Nên cái sản phẩm nền á, cái vấn đề mà các anh chị cái khung cảnh like, cái vị trí like, rồi cái khung cái bối cảnh like rất là quan trọng nha các anh chị nha. Rồi khi các anh chị mình lên, mình thường hay thắc mắc là làm cách nào để mình ghim sản phẩm. Thì khi mình bấm nút like rồi, khi mà bấm nút like rồi, khách hàng vô mình chào khách hàng, mình vào khách hàng xong rồi mình vô chủ đề của mình á, thì mình bấm vào cái giỏ hàng ha, mình bấm vào giỏ hàng tin đó nó sẽ hiện tất cả cái sản phẩm mình đang chuẩn bị like. Mình sẽ chọn cái sản phẩm mình muốn cho khách hàng mình giới thiệu trước, thì mình bấm vô là chữ thêm, chữ ghim á, mình bấm chữ ghim thì sản phẩm nó sẽ hiện lên. Mình nhớ là bấm sản phẩm nào, mình ghim sản phẩm nào thì mình phải đưa đúng sản phẩm đó lên. Còn nếu như các anh chị mình ghim sản phẩm xăm lát, các anh chị đưa sản phẩm xăm cũ lên cũng bị đánh lỗi nha. Các anh chị ghim sản phẩm xăm lát, các anh chị đưa cái hộp xăm của hộp xăm viên lên cũng bị đánh lỗi nha các anh chị. Nên các anh chị mình ghim sản phẩm nào thì cái sản phẩm mình cầm trên tay mình giới thiệu cho khách hàng phải đúng sản phẩm đó và phải nói về sản phẩm đó, được chưa? Rồi thứ hai nữa là khi các anh chị muốn chuyển qua sản phẩm mới thì các anh chị phải bỏ ghim và lấy cái sản phẩm mới vào gắn ghim lên, chứ không phải là chuyển qua sản phẩm mới, cái sản phẩm ghim mình vẫn để đó mình quên, mình đưa cái sản phẩm của mình khác lên, TikTok nó sẽ đánh lỗi là mình đang farm sản phẩm ha, mình đang farm sản phẩm gắn treo đầu dê bán thịt chó ha, nó sẽ đánh lỗi đó và nó sẽ đánh mình sập kênh luôn nha các anh chị. Cái điều này rất là quan trọng ha, đó là những cái mà em đang muốn chia sẻ với các anh chị ha. Và các anh chị mình ơi, nếu như các anh chị mình á là muốn có những cái buổi mà em sẽ chia sẻ thêm cái cách like rồi cách đi like như thế nào làm sao á, thì em sẽ hẹn các anh chị mình một cái buổi like lần sau nha. Thật sự là hôm nay em không có thể làm cái một cái bài nó chỉnh chu được ha. Rồi cũng mong các anh chị mình thông cảm, thì các anh chị mình có câu hỏi gì các anh chị mình cứ hỏi ha. Rồi nếu không có thì em cũng xin trả lời mic cho chị Sương. Quá hay luôn em ơi, cả nhà mình cho thật nhiều bông nhiều hoa để cảm ơn em nữ đi, một cái phần chia sẻ rất là hay luôn. Đúng rồi, anh Jimmy nói là em dạy hay, chia sẻ hay quá chừng nè. À, có rất nhiều anh chị á, là hỏi cái TikTok của em á nữ. À, em gửi cho mọi người đi, mọi người follow để học hỏi nha. Đó, em gửi vô trong group hay là vô trong đây cũng được. Đó, các anh chị mình thấy hay không các anh chị? Em gửi vô trong group của Sam Canemita nha. Đúng rồi, em cứ gửi lên cho các anh chị mình học hỏi. Đó, Sương thấy đúng rồi, hay quá chừng hay luôn. À, hôm nay á, thì thật sự á, là sao Sương thấy á, hay như vậy mà tiếc ghê, có 55 anh chị em mà. Đó, thì hôm sau á, là các anh chị mình, mỗi người á, trong 55 anh chị này, á, mỗi người á, là mời ha, một người vào được không các anh chị? À, muốn học chị nữ, đúng rồi. Nếu mà các anh chị mình đồng ý bữa sau á, cái phòng Zoom của mình á, đến cái con số là phải gấp đôi cái này thì Sương mới mời nữ về nữa. Các anh chị mình thấy là nữ là ban ngày đã đi làm nè, rồi là mẹ bỉm hai con nè, rồi buổi tối mà ngồi chia sẻ đó là cả một gần như là một tiếng đồng hồ luôn các anh chị. Đó gọi là cái niềm đam mê. Và thật sự là Sương là rất là nể phục nữ luôn. Cái thời gian đầu Sương vào, Sương cũng học nữ rất là nhiều các anh chị. Giống nào nữ cũng học hết, giống như hồi nãy các anh chị mình thấy là cái dinh dưỡng rồi đó, nữ đó là mà không phải là nữ nói không mà đã làm thực chiến luôn các anh chị đó. Nhiều lúc đó là đang ở ngoài đường luôn mà thấy là đang đi giao xăm cho khách rồi live stream luôn cho nhà đó, rất là hay luôn đó. Thì thật sự là em nữ hồi sáng nói chị Sương ơi em chưa có làm slide gì hết đó, em không biết sao nữa. Và buổi trưa đó em nữ đã tranh thủ cái giờ nghỉ trưa đó các anh chị, là làm được cái slide mà gửi cho các anh chị đó. Đó thì cái phần slide này á, thì nếu mà em nữ cho phép á, thì chị sẽ gửi cái slide này cho các anh chị mình tham khảo được không em? Dạ được chị. À quá hay ha. Rồi có anh chị nào á, mình muốn giơ tay mình hỏi. À anh Xuân Vinh muốn đặt câu hỏi với nữ nè. Rồi mời anh ha, anh có thể đặt câu hỏi với nữ nha. Nhờ host mở mic ra, nhờ host mở mic. Đây rồi, cảm ơn ạ. Cảm ơn bạn Sương. Ngọc Ngư ơi, em giỏi quá. Anh cũng cùng khóa Mastery với em. Bây giờ em giờ gần thành gọi như là Mastery rồi, thành Mastery rồi đấy. Anh nói là em ngại thiệt luôn.
À, không, nhưng mà vì tất cả đều có kết quả thì nó chứng chứng minh được mà. Nhưng mà cho anh hỏi này, nghĩa là anh cũng học, anh cũng hiểu đấy, nhưng mà bây giờ nó cũng hơi căng. Cái kênh của anh thì trước giờ anh nên làm hay làm về thiết bị gia dụng ấy, thì khổ nỗi là một là cái giá nó cao thì không nói rồi, nó vẫn có những cái sản phẩm phễu, nhưng mà bên như bên thế giới lọc nước với cu chen ấy thì là người ta lại kho nó khác. Mà bây giờ cái kênh của anh đấy cũng gần 3.000 follow rồi, mà bây giờ ví dụ như anh đang lập cái kênh khác nhưng mà nó mình phải xây follow ấy, nhưng mà bây giờ muốn mà mình livestream ở kênh đấy và những cái sản phẩm như sâm và những cái sản phẩm liên quan đến sức khỏe thì không biết làm có được không, vì là mình cũng biết như thế là nó cũng bị sai từ trước, TikTok nó đánh giá mình là. À, anh đang nói kênh của anh là kênh gia dụng, mà bây giờ anh đang muốn lập kênh mới hay là anh muốn livestream trên cái kênh gia dụng đó luôn? Đấy, anh muốn like luôn ở trên đấy nhưng mà anh lập kênh khác rồi nhưng phải xây đấy. Anh cái kênh mà anh like kênh gia dụng á, thì anh like là anh like về gia dụng, và anh chọn những cái sản phẩm mà phiểu của bên kênh gia dụng á. Em thấy có sản phẩm mà máy máy xay đa năng á, cũng là Năng một sản phẩm phiểu á, thì anh chọn cái sản phẩm đó và anh lên, anh chỉ cần anh lên anh like và anh nói về chức năng công dụng của sản phẩm đó là anh đã like được cái một cái buổi like rồi. Và cái kênh của anh đang đi gia dụng có 3.000 follow rồi, anh đừng có nên xây, đừng nên đi loạn kênh như vậy, nó sẽ ảnh hưởng đến cái kênh của anh rất là nhiều. Anh đi gia dụng thì đi đúng gia dụng luôn, và anh xây một cái kênh mới về sức khỏe. Thì giai đoạn đầu anh xây á thì chưa đủ 1.000 follow anh vẫn có thể like được, tại vì anh có thể lên mình chọn á, mình chọn cái nút like á, mình gỡ yêu cầu để được like của TikTok thì mình sẽ được like. Nhưng mà cái khi mà anh chọn như vậy thì anh phải kênh liên kết được cái sản phẩm của Dubin gắn vào giỏ hàng của mình, khi anh like nó thì anh sẽ like được thôi, chứ không phải là cần mình làm mình phá cái kênh cũ của mình, nó uổng lắm. Tại vì đúng anh rồi đang xây gia dựng, anh chuyển qua nó vậy, nó khách hàng của mình nó sẽ chuyển hướng hết. đấy, vậy anh đang băn khoăn cái đấy, mình cũng đang xây cái kênh kênh mới thì anh cũng đang bảo là xây kênh mới thì mình sẽ like luôn ở trên đấy luôn, vì là sản phẩm thì mình kéo về rồi nhưng chỉ có là nó chưa hiện lên cái giỏ hàng thôi, nhưng nó vẫn hiện lên cửa hàng, nhưng mà khi mình like mình vẫn gắn sản phẩm được đó, thì cái đấy mình chịu khó like liên tục nó đúng đủ đều thì ok. Hiện tại Đúng bên kia vậy vậy thôi, vậy đây vậy thì Dạ. phải để hai kênh, để mỗi một kênh thì like khác nhau đúng không? Cái kênh kia thì đúng không, nhiều khi cũng thấy tiếc, bây giờ mà đi chéo thì sợ. Anh cái kênh cũ của anh á, anh muốn vậy anh giữ kênh á, thì ví dụ như trong một tuần của anh á, thì anh like là 246 là gia dụng, 357 là anh like về sức khỏe đi, thì khách hàng của anh sẽ được anh là giống như là anh hướng dẫn, anh đào tạo cho họ là cách mà họ đi đúng một cái hướng. Ngày đó là anh sẽ đi về sức khỏe, ngày kia là anh sẽ đi về gia dụng, họ sẽ hiểu là cái ngày đó sẽ có, họ có nhu cầu nào thì họ lên đúng cái ngày đó thôi. À. Nó là như vậy đó. À, anh cứ yên tâm, mình cứ làm là cái xây cái kênh một 3.000 follow, 2-3.000 follow rồi mà bỏ nó là uổng. Nhưng mà quan trọng cái kênh của anh á, là từ đầu anh xây là xây phải chuẩn đúng và gia dụng, chứ không phải là anh xây nó đủ thứ loại trong đó thì nó sẽ không có đi được cái hiệu quả cuối cùng. Ờ đấy, cái kênh này. Nói chung anh cũng like trên đấy rồi, nhưng mà với cái này nữa nha, cái sản phẩm ấy, vì là thiết bị gia dụng hay là những cái kia nó rất là nhiều những cái sản phẩm đấy. Nhưng mà ngay ví dụ cái nồi chiên không dầu đúng không, mà nó có tới ba loại nồi chiên, thì hôm anh hỏi cô giáo bảo là một nồi thôi thì vẫn được đấy, nồi hấp thì nó không có chức năng hấp, nhưng một nồi đấy mình vẫn gắn những cái sản phẩm kia được, nó không đánh lỗi đó, đấy là đúng không. Còn những cái sản phẩm khác không có thì không like được. Còn nếu mà làm thành bộ sản phẩm, nếu mà làm bộ sản phẩm khi mình đưa lên like thì mình để trong đấy có được cho người ta xem có được không, hay là làm nó vẫn đánh, nghĩa là mình không ghim lên nhưng mà có một hai sản phẩm thôi, nhưng trong bộ sản phẩm nó có khoảng chục sản phẩm chẳng hạn, nhưng mà mình chỉ ghim những cái mà mình có trên tay mình thôi, nhưng mà sợ anh sợ ví dụ trong bộ sản phẩm đấy thì nó cứ vẫn đánh bản quyền là nó vẫn đánh chứ nhỉ. Không là không đánh lỗi anh. Ví dụ như á, là anh gắm trong cái giỏ hàng của anh á, là nó có 10 sản phẩm của nhà cung cấp của Kuchen đi. Ví dụ Đúng rồi. nha. Nhưng mà trong tay thực tế của anh chỉ có 3 sản phẩm thôi, thì anh game đúng đủ 3 sản phẩm đó thôi.
và khi anh like á thì mỗi lần mà anh đưa sản phẩm nào thì anh ghim đúng sản phẩm đó, còn những sản phẩm khác anh không ghim không sao cả. Thì mình miễn cứ nói sao mà sản phẩm nào thì anh đưa sản phẩm đó lên, còn nếu anh ghim mà không có sản phẩm nó sẽ đánh lỗi anh là phàm. Là coi như là vậy, nếu mà mình nói người ta là các anh chị có thể là vào giỏ hàng xem trong giỏ hàng em như thế vẫn được đúng không? Đúng rồi, anh có thể, cái đó là anh điều hướng khách hàng thôi chứ mình đâu có điều hướng nó qua một cái nền tảng khác anh lo. Ví dụ như khi mà khách hàng vào á thì anh chào khách hàng xong á, anh nói với khách hàng là mé bên tay trái của mình nó có một cái giỏ hàng màu cam. Thì các anh chị mình nó muốn mình đi siêu thị hay mình đi đâu đó mình cũng cần phải gì, cũng phải xem tất cả sản phẩm, các anh chị mình vào xem hết tất cả sản phẩm để mình biết những cái sản phẩm mình đang cần á, có nhu cầu. Rồi các anh chị mình thích sản phẩm nào thì các anh chị mình chọn cái mã số đó, ví dụ số 1, số 2, số 3 thì em sẽ tư vấn các anh chị tại live luôn. Rồi nếu như người ta hỏi là người ta muốn xem cái sản phẩm đó thì là ngày hôm nay em không có cầm sản phẩm đó tên, cái phiên live này em sẽ nói về cái chức năng công dụng của cái sản phẩm đó thôi là xong. Ok em, vậy anh rất là cảm ơn nhá. Với lại em cho cái link TikTok của em lên đấy để mọi người vào follow. Anh hay tối anh hay đi lượn lắm, cứ gặp khoảng chục người Robby là mỗi người phải bỏ ra 1.000 trái tim ấy, anh mới đi. Đấy, anh bảo anh chỉ giữ lại một trái thôi. Các em kia nói chung là cứ thấy Robby là cứ phải 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 tìm, cứ phải nghìn trở lên. Em cũng đang làm khó em á anh, tại vì em like á là em không có chọn cái thời gian là like từ 7 giờ tối đến 10 giờ đêm hoặc 11 giờ đêm. Cái thời gian này là em có con nhỏ mà mỗi lần like mà nó bay vô là có bé nhỏ là sẽ bị dễ bị đánh lỗi, nên em không có chọn thời điểm này được. Và em chỉ ban ngày thì đi làm rồi, ban đêm thì có con nhỏ nên không like được. Em chọn like lúc 4 giờ sáng. 4 giờ sáng có người mua hàng. À, 4 giờ sáng em dậy và 4 giờ rưỡi em bắt đầu like tới 7 giờ sáng. Và ngày nào cũng like như vậy hết. Và riêng Chủ nhật em cũng like. Và em like thời điểm đó. Và thời điểm này thì em lại là đánh giá cái kênh TikTok thời điểm này rất là nhiều người xem. Tại vì cái chủ đề mình về sức khỏe á, là họ thì mất ngủ rồi họ những cái bệnh nền á là họ không ngủ ngựa được, thì thời điểm này mình like về sức khỏe lại rất hay. Và có bữa em có 1.000 khách luôn, họ vô họ xem luôn á, và họ có nhu cầu họ ngồi họ xem cả tiếng, mà có người xem tới 2 tiếng mấy đồng hồ họ không có đi khỏi cái like luôn á. Quá tuyệt vời luôn. Rồi anh cảm ơn em nhé. Rồi ok em, có gì cái link của em á em sẽ gửi lên cái nhóm của bên Canonita. À, không biết là anh có trong nhóm không biết là có gì em gửi lên là chị Sương chị sẽ gửi cho mọi người. Dạ. Cảm ơn anh. À, bây giờ thì cũng rất là nhiều câu hỏi đặt ha, không biết là nữ có tiện để trả lời không hay là mình sẽ hẹn bữa sau. À, dạ em sẽ trả lời thêm 2 câu hỏi nữa đi chị, 2 câu hỏi nữa để cho mấy bạn. Dạ, dạ, còn anh Xuân Vinh thì có gì thắc mắc thì anh join vào group ha, sẽ có một số anh chị trong đó hỗ trợ anh. À, thấy anh Huy hỏi nè, chắc là sẽ đặt câu hỏi anh Huy mở mic được chưa anh? Anh Huy anh giơ tay kìa, không biết anh có mở mic được chưa? Rồi anh mở mic được chưa anh Huy ơi? À, không nghe tiếng của anh luôn nữa, hình như là cái mic của anh nó vẫn chưa được á. À, trong khi chờ anh Huy thì có một câu được chưa anh Huy? Vẫn chưa được luôn, thấy anh vô tay mà cái mic mà không nghe. Rồi chờ trong khi chờ anh Huy thì mời chị Thủy ha. Chị Nguyễn Thủy nè, chị nhờ hết mở mic giùm chị Nguyễn Thủy ha. Chào chị Sương. Chào chị Thủy. Chào chị Lữ ạ. Vâng. Chào chị. Chị Lữ ơi, chị Lữ cho em hỏi một chút với cái kênh TikTok ấy, thì ví dụ bây giờ em chẳng hạn bán cả sâm với cả mình thêm 1-2 sản phẩm cũng về sức khỏe nữa, nhưng mà ví dụ về của trẻ em thì có được không ạ? Thì liệu TikTok có phân bổ với khách hàng nó lung tung không nhỉ? À, ví dụ như á, chị xây kênh bằng đoạn video á, cái giai đoạn chị xây kênh á, chị xây đúng một sản phẩm là khách hàng nó đã phân bổ cho mình đúng một khách hàng, lượng khách hàng rồi. Và ví dụ như cái kênh của em á, là em xây về sâm thì khách hàng nó đang phân bổ cho em á, thì khách hàng là từ 24 tuổi đến 44 tuổi nhiều. Và cái giai đoạn 24 tuổi 44 tuổi thì khách hàng này cũng là đang giai đoạn mà có con nhỏ nhiều. Thì các chị mình vẫn có thể là mình khi mình like á là mình sẽ chọn một ngày á là mình like về sản phẩm về sâm, về sức khỏe cho những cái đối tượng lớn.
và một ngày mình chia ra mình chọn mình sẽ like cho cái đối tượng nhỏ thì nó sẽ không ảnh hưởng gì tới cái kênh của mình cả. Tại vì khách hàng của mình cũng nằm trong cái độ tuổi đang cần tìm những cái sản phẩm phù hợp cho cái gia đình của họ. Và TikTok nó đang phân bổ cho mình cái tiệm hàng mà đang có khả năng mà ra đơn nhiều nhất cho mình rồi đó. Vâng, anh chị vâng. Chị có thể chia sẻ cho em thêm một chút là khi làm thế nào để mà mình kết nối được hai điện thoại trong lúc này ấy? Tại vì em chưa biết cách đấy. Sự ra em đang like, tại vì em có một cái điện thoại thôi à, nên em không có kết hai cái điện thoại trong một phiên like, nên em chưa kết nối lần nào luôn. Và cái thật sự là em có chưa kết nối này, cũng không có biết cách kết nối luôn đó các chị ha. Và theo em biết á, là trong cái nhóm TikTok của Master Màu Tâm á, thì có chị Trinh á, chị Trinh á, là chị hình như là chị biết cách mà kết nối hai cái điện thoại trong một phiên live á. Tại lúc này lúc mà học đó thì cô Hoài có hứa là sẽ hướng dẫn, nhưng mà cuối cùng hết buổi học luôn cô vẫn chưa hướng dẫn cái vấn đề đó luôn. Vâng đúng. Và đấy cái đấy này em đang lớp khóa 2 này nè, chị nhập nhà học lớp khóa 2 đi thì cô sẽ hướng dẫn ha. Vâng ạ. Vâng. Em cảm ơn chị ạ. Cảm ơn chị Thủy. Không biết là anh Huy đã mở được chưa? Hôm nay là anh Huy cũng rất là mong muốn để giao lưu mà vẫn chưa nghe được cái tiếng của anh. Dạ. Rồi trong khi thì chờ anh Huy thì mời anh Jimmy ha, anh mở cam lên để kết nối nha. Tại vì khi mà các anh chị giao lưu thì mở cam thì mình mới mở để giao lưu được nha các anh chị. À, nhiều khi không có thấy mặt các anh chị thì cũng không có tiện để trả lời câu hỏi của các anh chị nha. À, anh hay chị Jimmy gì đây nè. À giờ rồi, chào anh Jimmy ạ. Dạ anh có thể đặt câu hỏi mà nhờ host ha. Anh có thể giới thiệu mình chút xíu nha anh Jimmy. Anh hỏi câu hỏi gì nè, anh có đứa em nó cũng đang làm TikTok. Nhưng mà cái vấn đề mà nó ca nhạc em nhưng bán sản phẩm sức khỏe hiện giờ cũng 3.000 follow rồi. Nhưng mà cái vấn đề biết tại sao không, nó bị bóp á. Là khi mà ca Bolero á, camera mà nó đi qua cái nó vượt cái kỳ kiểm tra của TikTok là không có bị bản quyền rồi, nhưng mà cái một hay hai ngày sau cái tự nhiên nó bóp rồi, em có kinh nghiệm gì không? Là một bây giờ là có nhiều khi nó bị bóp tương tác á, cái vấn đề cũng lên 3.000 follow rồi đó, cũng chuẩn bị là gắn cho hàng rồi đó, nhưng mà hiện giờ sao TikTok nó cứ bóp hoài, là một em có cách nào không? Anh có vô cái chỗ mà vi phạm của bên TikTok không anh? Nếu mà mình vi phạm á, mình bấm vô ngay chỗ mà cái dấu ba gạch ở trên ngay chỗ cái TikTok của mình á nha. Mình vô cái TikTok, mình vô cái chỗ mà trang cá nhân của mình á, mình thấy cái dấu ba gạch á, mình bấm vô. Xong mình vào là cái TikTok dành cho nhà sáng tạo á, mình sẽ vào cái chỗ mà vi phạm á. Thì các anh chị mình vào vi phạm, nếu mà vi phạm mà TikTok mình nó không có đánh đổi vi phạm, có nghĩa là cái giai đoạn đó nó đang đánh giá cái kênh của anh thôi. Tại vì cái kênh của anh á, anh đi hát Bolo đang chia sẻ về sức khỏe xong anh hát á, thì nó sẽ dừng lại, nó không hiểu rằng anh đang đánh đi về không, mục đích là đang hát Bolero thôi, chủ yếu hát Bolero, nhưng mà để sau này cho nó đông đông á, lúc đó mới đầu bán hàng sức khỏe. Bây giờ cái mục tiêu là trao giá trị, trao giải trí cho người ta trước, em hiểu không? Chưa có bán hàng gì trơn á, để cho nó đông đông chút nữa, nhưng mà cũng đang bị bóp thì lúc thì vô đông lắm rồi giúp bị bóp nữa. Không, bóp không. Nó không phải cái vấn đề nào bóp đó, anh phải vô coi thử là TikTok có đánh lỗi anh hay không á. Tại vì thường hay bị bóp tương tác á, là TikTok nó sẽ gửi về cho mình là cái ngày đó anh lên anh like anh hát Bolero á, thì nó sẽ cái trong cái phân tích like đó, nếu như anh bị hạn chế, nó đánh chữ một là lỗi là bị hạn chế, hạn chế số người tiếp cận hay gì đó, thì có nghĩa là trong cái buổi like đó anh đã bị lỗi. Nhưng mà qua bữa sau anh sẽ không có bị lỗi nữa, thì nó thả, nó mở là tương tác lại bình thường. Còn nếu như mà anh đang cái xây mà tới 3.000 mà nó tự nhiên nó bóp lại á, trong mấy ngày á, có nghĩa là cái giai đoạn đó có thể là nó đang đánh giá là cái kênh của anh thôi. Ok, cảm ơn em. À rồi, cảm ơn anh Jimmy. Và như vậy thì hôm nay á, là sao thật sự cũng rất là cảm ơn em nữ ha, đã có cái phần chia sẻ rất là tuyệt vời. À, và các anh chị mình á, nếu mà mong muốn em nữ sẽ chia sẻ á, thì các anh chị mình cho thật nhiều số 68 đi các anh chị, để bữa sau á, là em nữ sẽ còn trở lại hỗ trợ cho các anh chị những cái phần tiếp theo. Và mà các anh chị mình đừng quên á, là điền cái phần mini game nha các anh chị. À rồi, 68 Sương thấy rất là nhiều rồi ha. Rồi hôm nay cũng rất là cảm ơn em.
Và như vậy thì bây giờ còn một phần nữa các anh chị. Tại thấy các anh chị mình đó là yêu đó là cái phần làm TikTok vừa rồi mến mộ em nữ nên là Sương cũng không có ngắt lời các anh chị. Nhưng mà còn một cái phần đặc biệt hôm nay là sẽ gặp BDB của Jenlin. Cả nhà mình cho thật nhiều bông nhiều hoa để chị Thúy sẽ lên nó chào các anh chị mình. Để trước xong tới cái phần mini game để coi chị Thúy là hôm nay sẽ có những cái lá xe bùng nổ gì cho cả nhà mình không. Rồi cảm ơn em nữ rất nhiều nha. Sương thấy rất là nhiều bông nhiều hoa luôn rồi. Rồi chào chị Thúy ạ. Xin chào tất cả các anh chị. Mọi người có nghe mình nói rõ không? Hello cả nhà. Một cái buổi tối tràn đầy bông hoa và những cái cánh tay đưa lên. Cảm ơn em nữ rất là nhiều. Thật sự là quá là giỏi luôn em ơi. Chắc chị cũng phải đăng ký để chị học làm TikTok chứ chị không có biết làm. Cảm ơn mọi người. Mọi người ăn tối hết chưa? Giờ này chuẩn bị đi ngủ rồi ha. Em thì chưa có ăn tối. Em đang chạy ở Bình Dương. Chạy về để cho kịp lên live stream. Nhưng mà kẹt xe dữ quá cho nên đi cũng gần 3 tiếng luôn á. Hiện bây giờ thì đang có một cái triển lãm, trung tâm hội chợ triển lãm ở Bình Dương. Thì Canadian Vita đang có mặt ở đó. Kính mời tất cả các anh chị hiện đang có mặt ở Bình Dương, mình ghé qua trung tâm triển lãm để mà trải nghiệm sản phẩm và để được mình training trực tiếp với các bạn nếu các bạn có nhu cầu nha. Để tiếp theo cái chương trình mà học live stream quá là bùng nổ của lại Ngọc Nữ á, thì mình cũng của Đào Nữ thì mình cũng muốn nói với mọi người á là Canadian Vita showroom mở cửa suốt tuần để đón chào các anh chị đến showroom để mà ngồi tại đây trực tiếp live stream luôn, được không mọi người? Thì khi mà mọi người đến đây live stream thì sẽ có thêm 3 phần quà mini dành cho mỗi anh chị làm một cái phần quà mini game ở trong mỗi cái buổi live stream của mình. Nếu mà mình đến tại showroom mình live stream TikTok hay là mình dùng cái fanpage của trên bên công ty của Canadian Vita để mọi người live stream thì sẽ để cái số điện thoại lên của các anh chị lên đó để người ta order hoặc là người ta chốt đơn thì chốt qua số điện thoại của anh chị luôn, vậy có được không? Thì khi mà các anh chị đến cửa hàng thì sẽ có 3 phần quà mini game dành cho cái buổi live stream ngày hôm đó để cho các khán giả ở dưới mình cũng được quà. Vậy thì có ai đăng ký để mà đến showroom để live stream không ạ? Khi mà mình live stream mình ngồi ở trong một cái cửa hàng showroom tại công ty thì cái độ tin cậy của mình với khách hàng càng cao hơn, có đúng không mọi người? Còn nếu mà các anh chị ở xa thì sao? Bây giờ cái này là mấy anh chị ở gần mà đến live stream thì mình sẽ như vậy. Còn nếu các anh chị ở xa thì sẽ như thế nào? Nếu mà các anh chị lên live stream cái sản phẩm của Canadian Vita ở trong cái buổi live stream thì công ty sẽ hỗ trợ cho mình 2 phần quà để cho mình có thêm cái động lực để mình live stream nha mọi người. Thì mình sẽ có 2 cái phần quà là 2 cái túi sâm rễ để mình làm những cái chương trình ở trong cái buổi live stream của mình cho nó hào hứng hơn để mình tương tác với khách hàng nhiều hơn. Thì chỉ cần là mọi người đăng ký và mọi người live stream thì cứ nhắn tin với lại mình thì mình sẽ nhờ các bạn hỗ trợ để mà gửi sản phẩm đến để cho mọi người live stream nha. Cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều. Thấy mọi người học tập và rất là chăm chỉ và làm việc rất là vất vả, cho nên là có những cái phần quà đặc biệt để mà gửi đến mọi người xem như là khích lệ tinh thần. Cảm ơn tất cả các anh chị rất nhiều. Mọi người còn có yêu cầu gì thêm nữa không ta? Ngày nào thì ví dụ như cái showroom
ở quận 7 đây, thì thấy Sương Phan đã gửi lên rồi. Thật sự nếu mà tốt nhất á, là mình nên đến tại showroom. Nếu mà mình ở trong cái khu vực Hồ Chí Minh thì thật sự là cũng không có quá khó. Mọi người có thể book lịch để mà mình đến buổi nào cũng được, có nghĩa là từ thứ hai cho tới hết tuần luôn. Mọi người có thể muốn livestream giờ nào cũng được. Mọi người chỉ cần đăng ký trước và showroom sẽ mở cửa cho mọi người để cho mình. Chị đang livestream em ơi. Sorry. Showroom sẽ mở cửa để cho mọi người đến để mà livestream. Thì thật sự rất là mong muốn là các anh chị có thể đến đây để mà ngồi tại cái cửa hàng này, rồi xung quanh có rất là nhiều cái sản phẩm đây. Để cho mình có thể trực tiếp mình giới thiệu với khách hàng của mình về những cái sản phẩm mà mọi người đang muốn livestream, hoặc mọi người có thể livestream bên trên fanpage hay ở đâu cũng được ha, tùy ý. Muốn mà ở xa quá. Và sắp tới đây á, thì cũng trong tháng này thôi, thì cái showroom ở Hải Phòng cũng sẽ khai trương. Nên là các anh chị ở xa quá thì cũng đừng có lo lắng ha. Cái showroom ở Hải Phòng thì còn hoành tráng, còn đẹp hơn nhiều nữa. Cho nên hy vọng là lúc đó sẽ có một cái góc nhỏ nhỏ để mời các anh chị đến ngồi trực tiếp tại showroom mà livestream luôn, để giới thiệu sản phẩm luôn. Cũng sẽ có thôi. Hà Nội cũng sẽ rất là nhanh thôi nha mọi người. Và thật sự hôm nay á, ở tại Bình Dương thì mình có tiếp rất là nhiều các anh chị mentor ở trên Robby đến tham quan. Rất là mong là mỗi cái địa điểm mà khi Canadian Vita đến để mà giới thiệu sản phẩm, thì rất mong các anh chị nhín một chút thời gian để mà đến trực tiếp để mình trải nghiệm sản phẩm, cũng như là mình nghe rất là rõ ràng, rất là kỹ về từng sản phẩm. Thật sự là khi mà mình hiểu rõ sản phẩm rồi á, thì cái việc chốt đơn là cái việc dễ dàng, rất là dễ dàng thôi, không có khó. Hello, cho chị thêm vài phút mấy người chờ. Nhà giờ này mà đang có khách tới, sorry. Sorry, chắc là mình phải. Sorry mọi người, giờ này Jenny đang dẫn mấy cái người khách ở bên Dubai với lại Thái Lan qua, cho nên là mình cần cái máy đi lên lầu. Nói chị Jenny vô giao lưu luôn chị. Tại vì đang có khách á, cho nên là cũng không có tiện lắm á. Dạ. Rồi cả nhà mình tranh thủ trong khi chờ chị Thúy thì mình điện trong khi chờ nha. Đợi mình có thể chờ anh có gì màu hơi bừa bộn chút xíu. Đẹp chị không sao. Cái việc mà mình đi đến để mà mình trực tiếp để mình sự trải nghiệm tất cả những cái sản phẩm, và cái quan trọng nhất là mình sẽ được training một kèm một luôn, để mọi người hiểu rất là rõ về sản phẩm. Thì hy vọng là sẽ rất là nhanh thì Canadian Vita sẽ đến từng tỉnh, từng thành phố để mà tiếp cận được với tất cả các anh chị. Bình Dương thì bắt đầu từ ngày 6 đến ngày 10, thì hôm nay đã được 2 ngày rồi, còn ngày 7, ngày 8, ngày 9, 10.
thì cũng nhưng mà ngày 10 thì thường là ngày 10 người ta cũng đã chuẩn bị, người ta dọn rồi, cho nên mình tranh thủ đến trước ngày 10. À, hẹn ngày 9, ngày 9 là ngày thứ bảy luôn đó. À, cảm ơn Nguyễn Nga. À, và thật sự là rất là tiếc khi mà mình khi mà mỗi cái hội chợ mà giới thiệu sản phẩm mà mọi người không có tranh thủ đến, thì khi mình đến mình có thể đưa khách hàng của mình hoặc là đưa những cái đối tác mà mình cần phải mời người ta vào trong cái group của mình á, mình có thể đến đó để cho người ta xem trực tiếp những cái sản phẩm luôn. Rất là mong chờ tất cả các anh chị có mặt ở Bình Dương và mình có thể tuyên truyền về đội nhóm của mình hoặc là đồng đội của mình để cho mọi người cùng đến. Ở trong đó không chỉ là của chỉ có nhân sâm Canadian Vita đâu, mọi người tới 320 gian hàng, cho nên là mình có thể đến đó để mình dạo chơi nữa. Và trở lại cái vấn đề khi nãy thì mọi người... mình tranh thủ, mình trong cái làn sóng livestream này mình tranh thủ, nếu ở gần thì các anh chị tranh thủ một chút thời gian để mà mình đi qua cửa hàng mình livestream nha mọi người. Hôm nay thì mình thật sự khi nãy đã chuẩn bị rất là nhiều những cái sản phẩm để mà có thể lên hôm nay một ngày một mình sẽ chia sẻ hết những cái công dụng hoặc là về những cái điểm độc đáo nổi bật của sản phẩm. Nhưng mà bởi vì cái chương trình ngày hôm nay quá là hay, Đào Nữ đã thu hút mọi người cho đến phút cuối cùng rồi, cho nên giờ này thì cũng hơi trễ rồi, cho nên là chỉ lên đây muốn chào mọi người thôi. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục cái chương trình tiếp theo là một cái chương trình mini game. Và cũng cái group ở Zalo của mình cũng còn chỗ trống rất là nhiều nha các anh chị. Mọi người gửi đường link, chia sẻ đường link về đội nhóm để cho đồng đội của mình vào để tiếp cận gần hơn với lại Canadian Vita. Cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ, ngủ ngon. Cả nhà mình cho thật nhiều bông, nhiều hoa để cảm ơn chị Thúy đi các anh chị mình ơi. Một cái chị gọi là rất là tâm huyết và yêu cái dòng sản phẩm này các anh chị. Bây giờ là các anh chị mình đã ăn cơm rồi mà chị Thúy chị chưa có ăn nữa. Thật sự là thấy thương gì đâu luôn. Nãy chị nói là chị đợi em xuống ơi, em không nhìn thấy luôn, tội nghiệp gì đâu á. Và như vậy thì cả nhà mình nhớ là đợt là Zoom sao các anh chị mình phải mời thật nhiều nha. Thật nhiều đồng đội vào. Không biết là hôm nay chị Thúy có cho cái phần last sale gì cả nhà mình không chị Thúy ơi? Phần và ban phần quà mini game thì có rồi, là mỗi một phần là một túi sâm rễ 50g ha. Mình có cái last sale gì không chị Thúy? Xin lỗi mọi người là thật sự là hôm nay mình không có chuẩn bị một cái chương trình last sale nào hết á. Cho nên là mọi người đợi cái chương trình sau xem mình có flash sale gì không. Mình tối nay mình sẽ rất là nghiêm túc suy nghĩ xem là sẽ làm một cái gì đặc biệt cho mọi người. Cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều. Dạ rồi, cảm ơn chị Thúy. Và như vậy thì các anh chị mình cho thật nhiều bông, nhiều hoa để cảm ơn chị Thúy ha. Rồi em cũng chúc chị ngủ ngon, chị đi ăn mình nha. Rồi cả nhà mình đó là cùng điền cái phần mini game ha các anh chị. Có anh chị nào mình chưa điền mini game không các anh chị ơi? Rồi Xuân thấy rất là nhiều bông, nhiều hoa rồi. Trong cái buổi Zoom bữa sau á, nếu mà các anh chị mình ấy thì Xuân sẽ kết nối với bạn nữ sẽ chia sẻ với các anh chị ha. Có ha. Và như vậy thì bây giờ á, thì anh chị nào mình ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh ha, Bình Dương á, các anh chị mình tranh thủ mình ghé Bình Dương để mình tham quan cái triển lãm ha, rất là lớn và hoành tráng lắm các anh chị. Đó. Thì có thể là thứ bảy ha các anh chị, thứ bảy, tại vì bữa nay là cũng đã thứ năm rồi nên các anh chị mình tranh thủ nha. Các anh chị mình có thể đưa khách hàng đến để mà mình chốt đơn luôn các anh chị. Rồi bây giờ Sương sẽ nhờ host mình sẽ điền cái phần mini game xong rồi. Nhờ em mình cũng muốn học. Đúng rồi, Đàm Liên ha. Rồi cảm ơn bạn. Rồi các anh chị mình comment thật nhiều tên của mình, vũ trụ gọi tên em đi các anh chị. Hôm nay là có 3 phần quà mini game. Mỗi một phần quà đó là một túi sâm rễ 50g ha các anh chị. Các anh chị mình có thể hãm trà, hoặc là các anh chị mình có thể sử dụng để hầm súp. Và các anh chị mình khi mà mình bỏ vào, các anh chị mình cho một cái tí xíu nước mình tráng sơ qua cái nước đầu. Cái nước đầu mình tráng sơ qua mình bỏ ha các anh chị. Xong rồi sau đó là mình có thể
hãm trong vòng khoảng 30 phút đến 1 tiếng rồi mình dùng ha các anh chị, mình dùng hết. Nếu mà các anh chị mình hôm nay mình có may mắn trúng cái phần quà mini game á. À rồi. Rồi Sương đã thấy rất là nhiều rồi, nhờ hết Tâm An ha. À, người thầm lặng sau cánh hòa, cánh quà gà các anh chị. Các anh chị mình cho thật nhiều bông nhiều hoa đi để cảm ơn Tâm An nha các anh chị. À vũ trụ gọi tên Hiền hả? Hy vọng là bạn Hiền ha. Wow, Hiền em. Chúc mừng em Hiền em. À, thật sự là Hiền em là rất là có duyên với Sâm luôn các anh chị, không biết là trúng bao nhiêu lần rồi. À, lần nào mà vào mà trong cái group của Canadian Vita đó là đều trúng mà. À có Hiền em rồi ha, rồi ôm cảm ơn nha. Rồi một phần quà thứ hai ha. Đó Hiền em rất là có duyên với bên Canadian Vita luôn các anh chị. Trúng chắc cũng phải 4-5 lần hơn luôn các anh chị. À, và đây cũng là một trong những người mà bán cái sản phẩm của Canadian Vita được rất là nhiều nha các anh chị. À, chúc mừng chị Thủy nè, may mắn quá chị Thủy ơi. Chị Thủy còn không, giơ tay lên đi chị Thủy. À, rồi chúc mừng chị Thủy nha. Rồi chúc mừng chị nha, chị Thủy có quà trải nghiệm rồi ha. Còn chị nào mình chưa có quà trải nghiệm thì mình lên trên app Robby mình đặt một phần quà cho mình nha các anh chị. Một túi sâm cũ ha, 990.000 nha các anh chị, mình 100g các anh chị mình dùng được rất là lâu luôn. Một phần quà cuối cùng đi các anh chị. Một phần quà cuối cùng đi hot rồi các anh chị, mình cho thật nhiều bông nhiều hoa đi các anh chị ơi. Và hôm nay thì Xuân cũng rất là cảm ơn cái phần mà giao lưu chia sẻ ha của anh có một sao Xuân Vinh. À. Wow. Chúc mừng á là bạn Đàm Thị Liên. À, Liên ơi. Rồi vũ trụ gọi tên Liên rồi nè. À Đàm Thị Liên, Đàm Thị Liên hôm qua Sương mới nói chuyện với bạn Liên nè, hồi nãy cũng nói là đang ăn cơm, không biết giờ thấy ở đâu ta, giờ thấy chị Nguyễn Thị Kim Liên. Không biết là Đàm Thị Liên còn không, nếu mà chị không còn ở trong đây á là phần quà. Rồi đây nè, đây. Rồi. Chúc mừng chị Liên nha, bữa sau á là chị Thủy nè, chị Liên nè. Với Hiền em ha, là mình đã có một cái phần quà mini game thì mình lên nhận được quà xong ấy rồi về mình sử dụng rồi mình giao lưu chia sẻ trải nghiệm nha. Rồi và như vậy thì hôm nay á, thì cũng rất cảm ơn cả nhà mình, đặc biệt là cảm ơn em Đào Nữ và 50, bây giờ là 40 còn bốn mấy, 55 anh chị em mình đã yêu quý Sâm Canadian Vita ha các anh chị. Và các anh chị mình á, là nhớ join vào các group Zalo ha và cái group Facebook để mình nhận những cái thông tin. Còn anh chị nào mình chưa có biết làm TikTok ha, các anh chị mình cần cái slide hôm nay á, thì các anh chị join vào cái group Zalo để Sương gửi nha. Hôm nay anh chị nào mình chưa may mắn thì mình lên mình đặt một túi sâm cũ hay là một túi sâm lát đi các anh chị, có 890.000 và chiếc khấu cũng đã gần 300.000 rồi các anh chị. À, mình sử dụng trong vòng á, là có thể là hơn một tháng đối với cái túi sâm cũ đó, 100g mình sử dụng 2 tháng luôn các anh chị. À, còn cái sâm lát đó thì các anh chị mình sẽ sử dụng á, là hơn một tháng các anh chị. Đó, đầu tiên là các anh chị mình sẽ chăm sóc cái sức khỏe của mình. Rồi và như vậy thì chúc cả nhà mình ngủ ngon nha. Sao lại hôm ngày mai các anh